Rồi, trước hết là xin gửi lời chào tất cả các anh chị. Giới thiệu về mình thì cũng hơi khó, tuy nhiên trong cái buổi gặp gỡ đầu tiên thì chúng ta cũng cần biết nhau chút xíu. Tôi biết bây giờ cái vị nhìn tôi với cặp mắt là ngỡ ngàng, đôi khi là ngờ vực nữa. Thì tôi là Nguyễn Ngọc Hải, tôi đã làm giảng viên của lớp nhiếp ảnh này khoảng trên 20 năm. Thì trong cái thời gian đó, từ năm 2000 đến 2010, tôi làm trưởng ban giảng huấn, tức là cái trách nhiệm của ông Sơn bây giờ. Thì sau đó vì lý do sức khỏe tôi đã từ chức để anh Sơn thay thế. Thì thật sự anh Sơn nó cũng không có khỏe mạnh gì đâu, cũng bệnh hoạn nhiều lắm, nhưng mà anh Sơn là cái giảng viên cũng lâu năm cho nên anh thay thế tôi. Thì tôi đã làm cái công việc của anh Sơn trong 10 năm cho nên tôi hiểu những cái khó khăn, cái vất vả của anh Sơn. Thật ra tôi mong tất cả các quý vị trong lớp này, quý vị cố gắng làm sao giữ trong cái lớp của mình một cái tinh thần thân mật và vui vẻ để anh Sơn có thể tiếp tục nhiệm vụ ảnh một cách tốt đẹp. Nếu lần nào cũng xảy ra problem mà chắc chắn ông Sơn cũng xin nghỉ việc luôn. Thì hôm nay đó, tôi hướng dẫn quý vị cái bài khẩu độ và khẩu độ tốc độ. Nhưng mà trước khi hướng dẫn tôi dặn quý vị một điều là tôi chỉ là cái người mà học nhiếp ảnh trước quý vị, biết trước quý vị, cho nên những cái gì tôi biết tôi nói lại cho quý vị. Trong nhiếp ảnh nó rất là sâu rộng, cho nên có nhiều điều tôi chưa biết hoặc là không biết. Và có lẽ trên đời này cũng không có một nhiếp ảnh gia nào tự hào mình biết tất cả những cái điều trong nhiếp ảnh. Cho nên tôi chỉ hướng dẫn quý vị. Ngày hôm nay đó, quý vị đối diện với một cái bài. Đây là bài quan trọng nhất trong lĩnh vực nhiếp ảnh, đó là bài khẩu độ tốc độ. Bởi vì nói đến nhiếp ảnh là phải nói đến khẩu độ và tốc độ. Cái bị hỏi bằng ngưỡng, cái bị thấy người nào đó chụp hình đó mà cái bị hỏi về khẩu độ tốc độ đấy, ủa cái đó là cái gì thì quý vị biết ngay là ông này chưa hề học lớp nhiếp ảnh mà ông chỉ cầm máy hình theo thói quen thôi chứ không hiểu cái về nhiếp ảnh. Cái đề tài này đó, nó là một đề tài rất rối và khó. Nó khó ở cái chỗ là cái việc là những người mới, cái quen rồi thì không thấy nó khó. Thứ hai, nó rất rối về phương diện kỹ thuật, mà đặc biệt đối với phụ nữ cảm thấy khó hơn là bởi vì phụ nữ nói chung, chứ không phải nói chung, thì đa số về cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật đó, thì cái sự tiếp thu nó không bén nhạy như đàn ông, đúng vậy không đó. Đó. Nhưng mà mỗi người có một cái giỏi riêng. Phụ nữ ví dụ đi mua đồ sale thì rất giỏi, giờ nào là biết là sale là biết liền, đúng không? Nhà thành ra cái vị phụ nữ là hay bị rắc rối về vấn đề về cái bài này. Thì cái hôm nay dù muốn được không, chúng ta phải thanh toán hết cái bài này. Nếu mà sáng mà không hết á thì mình lấy sang buổi chiều, mà chiều cũng chưa đủ tranh thủ buổi tối. Mà tối mà không xong á, mình gồng luôn giờ ngủ. Mình phải thanh toán hết cái bài này thì chúng ta mới ra về. Và ngày hôm nay với trách nhiệm của tôi là tôi thứ nhất tôi phải nói nhiều. Cái thứ hai là tôi phải mang gần 50 tấm hình ra để mà tôi đưa tấm hình cho quý vị coi. Từ cái tấm hình đó nó dẫn chứng cho bài học. Và cũng từ cái tấm hình đó tôi nói thêm những điều tôi muốn nói. Và dạy giúp bạn không phải chỉ ngồi nói bắt cái bị nghe nó vo lên hồi cái bị ngủ hết. Quán cho mình ra nó hấp dẫn cái vị lôi cuốn. Nó lôi cuốn cái vị là nó học hơn. Tôi lấy cái vị bây giờ, thí dụ như bây giờ cái vị chụp hình. Cái việc đầu tiên á là khi một cái vụ chụp ánh sáng nó qua ống kính, nó luồn vào ống kính. Ánh sáng khi nó qua ống kính rồi nó cũng chưa có vào phim được,
nó phải qua một cái màn chập của máy hình, nó qua cái màn chập trong đời lúc đó nó đi vào phim. Cái đó là mình nói sao cái kiểu xài máy phim. Thì bây giờ nếu mà khi mà tôi nói cái phim thì quý vị phải hiểu là đối với máy điện digital nó không có phim, thì cái mà thay thế phim là một cái chip nó nằm ở trong cái máy hình. Còn cái phim thì quý vị hồi xưa xài máy phim, quý vị dễ thấy cái phim, bởi vì hồi xưa cái máy phim nó lót đằng sau này, nó lót chỗ này, quý vị dễ thấy phim. Nhưng mà bây giờ nó không có phim, nó xài một cái chip nó thay thế phim, nó nằm ở trong cái máy ảnh này mà mình không có thể tháo nó ra được. Đó. Thì bây giờ khi quý vị chụp hình, tức là ánh sáng nó qua ống kính, xong nó qua một cái màn chập ở trong máy hình, mà cái màn chập đó cái digital quý vị không thấy, nhưng mà máy phim thấy cái màn chập đây này. Cái màn chập là cái này, là khi mà tôi bấm máy là hiện bật cái màn chập nó làm việc đó. Quý vị thấy cái màn chập làm việc không? Quý vị nhìn cái chỗ này, bấm máy này, đúng chưa? Cái màn chập này nó mở ra là nó cũng cho ánh sáng vào, lúc đó nó mới tạo ra tâm hình. Như vậy muốn tạo ra tâm hình, thứ nhất ánh sáng nó phải qua ống kính, nó phải qua cái ống kính. Cái ống kính này nó cho ánh sáng vào nhiều hay ít tùy theo cái khẩu độ của cái ống kính, quý vị mở lớn hay nhỏ. Mở lớn ánh sáng vào nhiều, mở nhỏ ánh sáng vào ít. Rồi khi nó qua ống kính rồi, nó vào cái màn chập, vào màn chập nhiều hay là ít tùy theo cái màn chập đó nó nhanh hay là chậm. Nếu nó chậm ánh sáng vào nhiều, nó cho vào nhanh ánh sáng vào ít. Cứ bị tưởng tượng như cái màn chập như một cái cửa đây này. Nếu tôi mở ra chậm, đóng vô chậm, thời gian lâu ánh sáng nó vào nhiều, mở ra đóng lại liền ánh sáng vào ít. Thì ngày hôm nay chúng ta học bài này qua ba phần. Thứ nhất là khẩu độ, cái là thuộc về ống kính. Thứ hai, tốc độ thuộc về cái hoạt động của màn chập. Thứ ba là kết hợp giữa khẩu độ và tốc độ. À, bây giờ quý vị chụp một cái, hồi xưa quý vị đi chụp hình có nghĩa là quý vị có thể biết sử dụng máy, quý vị đưa lên quý vị bấm, đúng không? Nói lại máy hình bỏ trốn, nhưng mà quý vị bấm cái việc nhiều khi không hiểu nó như thế nào, là bởi vì cái phần bấm của quý vị xài cái phần automatic, tức là program, cái máy nó lo hết, mình không biết gì hết là mình lo. Nhưng mà khi mà mình học nhiếp ảnh rồi á, thì mình tắt cái máy, nó phải làm việc theo ý của mình. Mình muốn như thế nào cái máy nó phải ra cái hình đó. Nếu mà mình làm không được, tôi làm mình dở. Còn trước đây á, mình chưa học á, thì cái máy nó cho sao mình chịu vậy. Trước đó cái máy nó điều khiển mình. Bây giờ mình học xong rồi, mình hiểu lý thuyết, mình điều khiển lại cái máy. Rồi. Bây giờ cái đầu tiên tôi muốn giảng đến cái quý vị á, là chụp hình có nghĩa là gì. Theo một cái định nghĩa đơn giản nhất, người ta nói chụp hình có nghĩa là cho ánh sáng vào phim. Nếu mà nói theo từ ngày xưa, bây giờ tôi khi mà tôi nói chữ phim thì quý vị cứ hiểu là cho ánh sáng vào một cái chip ở trong máy hình, nó thay thế cái phim. Nếu mà ánh sáng vào phim quá nhiều, nó xảy ra tình trạng thừa sáng. Tiếng Mỹ nó kêu là over exposure. Nếu mà ánh sáng cho vào phim quá ít, nó xảy ra tình trạng thiếu sáng, nó kêu là under exposure. Khi mà thừa sáng, thí dụ tôi chụp nhờ cái mặt trắng bốc quá nhiều, mặt trắng quá trắng thì không thấy được cái chi tiết trên khuôn mặt. Mà nếu mà ánh sáng vào nó quá ít á, thì hình nó bị tối, cũng không thấy được chi tiết vào khuôn mặt. Cho nên cách tốt nhất lần sau là mình chụp cho đúng sáng. Đây là sơ khởi, tôi đưa quý vị vài cái tấm hình là quý vị coi thế nào là tấm nào đúng sáng, tấm nào thừa sáng, tấm thiếu sáng. Bây giờ quý vị nhìn tấm này, quý vị có cảm tưởng là tấm này thừa sáng hay thiếu sáng? Thiếu sáng. Nó tối đúng không? Khuôn mặt người mẫu bị tối. Rồi bây giờ nhìn tấm hình này, quý vị đưa ba hình một lúc, quý vị có cảm tưởng thừa sáng hay thiếu sáng? Thừa. Hơi thừa đúng không? Nó hơi bị thừa, khuôn mặt nó hơi bị trắng.
Bà Tấm hôm nay các vị thấy ra dễ thương, đúng sáng, tương đối đúng sáng, nó dễ nhìn hơn, đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ tôi đưa ba Tấm cho các vị coi. Tấm thì đúng sáng nè, Tấm thì sửa sáng nè, đúng không? Tấm này thiếu, thiếu sáng, thiếu sáng, thấy khác nhau không? Thầy giọng đậu xuống không thầy? Thì giống nhau không? Thấy khác nhau không? Đó. Cái quan trọng làm sao là mình phải chụp cho nó đúng sáng. Tuy nhiên á, khi mà chụp người mẫu á, nó có thừa một chút cũng không sao. Nó thừa nhìn khuôn mặt người ta trắng trẻo hơn, có trẻ trung hơn, nhưng mà thiếu sáng thì thông thường là kẹt. Đó, hoặc là đúng sáng hoặc thừa đi một chút. Bây giờ tôi nói về cái phần khẩu độ. Người ta nói khẩu độ là độ mở của màn chập bên trong ống kính để ánh sáng qua đó. Thì bên trong ống kính này quý vị nhìn á, quý vị nhìn ống kính như thế này, quý vị chỉ biết bên phần trên và phần dưới này thôi, đúng không? Quý vị không biết bên trong ống kính nó có cái gì. Ai hy sinh về nghệ thuật cứ đập ống kính này coi thử coi. Tôi đã đập một cái ống kính, tôi coi trong này rồi. Nó phức tạp lắm, chứ không phải nó chỉ cái phần trên, phần dưới đâu. Thì ở cái phần bên trong ống kính này nè, bên trong ống kính này nó có một cái màn chập, nó kêu là diaphragm. Nó có những cái màn chập. Cái màn chập này được kết hợp bởi những cái đường thép nhỏ. Cái thép nó rất là mỏng, thép nó rất là mỏng, và nó cử động chung. Cái đường thép này nó cử động chung quanh vào cái lỗ. Cái lỗ này nó kêu là khẩu độ đấy. Khi mình bấm máy, mình điều khiển cái máy thì cái lỗ này có thể nó mở nhỏ mà nó có thể mở lớn, tùy theo mình muốn cho nó lỡ mở nhỏ hay mở lớn. Cái chỗ này ta gọi là cái màn chập. Cái kiểu diaphragm, cái màn chập nó nằm ở trong ống kính, quý vị không thấy được cái màn chập đó. Bây giờ nói về cái khẩu độ. Những cái khẩu độ căn bản mà mình muốn, mà mình cần phải biết, thí dụ như là 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22. Đây là những cái khẩu độ căn bản. 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22. Những cái khẩu độ này nó biểu tượng bằng chữ F, F nhỏ. Biểu tượng bằng chữ F nhỏ. Mà nguyên một cái giấy như vậy, người ta gọi là nấc thang khẩu độ. Bởi vì nó đi từ số nhỏ cho tới số lớn. Nó kêu là nấc thang khẩu độ. Còn cái này... còn đây là khẩu độ 2.8, khẩu độ 4, khẩu độ 5.6, 8, 11, 16, 22. Thì trong một cái dãy như vậy á, 5.6, 8, 11, người ta tạm gọi đó là cái khẩu độ trung bình. Rồi, cái con số nhỏ hơn á, ví dụ như 2.8, 4 á, người ta gọi là khẩu độ lớn. Mà con số 16, 22, người ta coi là khẩu độ nhỏ. Cái này quý vị nhớ, nó có điều mâu thuẫn với nhau. Con số càng nhỏ, ống kính càng mở rộng, ánh sáng cho vào càng nhiều. Ví dụ như con số 8, càng nhỏ khẩu độ, con số càng nhỏ thì ống kính này nó mở càng lớn và cho ánh sáng vào càng nhiều. Con số càng lớn, khẩu độ càng nhỏ.
con số càng lớn tức là hậu đồ càng nhỏ, ống kính nó mở càng nhỏ thì cho ánh sáng vào càng càng ít, đúng không? Như vậy bây giờ thí dụ quý vị nhìn một con số như thế này thì ánh sáng cho mở lớn nhất cho ánh sáng vào nhiều nhất tức là 2.8, mở lớn nhất mà cho ánh sáng vào cái mở nhỏ nhất mà cho ánh sáng vào ít nhất là con số 20, tức là nó đối nghịch với nhau, nó đối nghịch với nhau. Mà trong nhiếp ảnh á, người ta nói cái mà khẩu độ mà tốt nhất để cái vị chụp là khẩu độ 8, khẩu độ trung bình của 8, kế đó là khẩu độ 5.6 là 10 và 11. 8 là cái khẩu độ tốt nhất, kế đó là 5.6, 11. Tôi lấy ví dụ, bây giờ cái vị chụp một cô người mẫu có mái tóc dài, như có một suối tóc dài rất đẹp, thì nếu một cái vị muốn tạo ra hình ảnh nó có một cái độ nét sắc sảo, tức là cái từng sợi tóc cái vị thấy một cách rõ ràng, từng sợi tóc cái độ nét nó sắc sảo thì cái vị xài tóc. Bởi vì tóc này nó tạo ra ống kính đó, nó tạo ra các kỹ sư ta tính tạo ra một cái độ nét thích hợp nhất. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là bất cứ lúc nào mình cũng xài khẩu độ 8. Nếu xài khẩu độ 8 thì ông kính người ta chế ra nhiều khẩu độ ông chi. Tùy sao trường hợp mà mình xài đó. Rồi bây giờ tôi trở lại vấn đề khẩu độ. Bây giờ giữa hai khẩu độ kế tiếp nhau, thí dụ như là 8 và 11, 8 và 11 ví dụ như đây, hai khẩu độ đây 8 và 11, thì cái khẩu độ 8 nó cái ống kính nó mở lớn gấp đôi lần khẩu độ 11, cho nên nó cho ánh sáng vào nhiều gấp, vào gấp đôi. Rồi hai khẩu độ khác kế tiếp, ví dụ như là 4 và 5.6, thì cái khẩu độ 4 nó cho ánh sáng vào nhiều gấp đôi 5.6, và nói ngược lại là 5.6 bằng 5.6 nó bằng một nửa 4, 8 bằng 1/2 5.6. Trong cái máy gì chứ thôi, cái vị vặn lên nó, cái vị sẽ thấy nó có những con số lẻ. Trong máy gì thôi, cái vị ví dụ như là 4 thì 4.2, 4.5 rồi 5.6 rồi 6.7, 6.9, 8. Cái số lẻ đó forget, mình không cần nhớ. Mình nhớ đây là những cái khẩu độ căn bản. Những số lẻ không thể nào mình nhớ hết. Nhớ hết được, đây là khẩu độ căn bản. Rồi bây giờ quý vị lấy cái độ F này đó là bất cứ lúc mình xài là cái nhiệt độ, cái khí hậu nó có ảnh hưởng không? Không. Bây giờ ở đâu người ta có cái độ F này? Ở đâu người ta có độ F là F2.8, F4.5.6, 8.11, 16.2. Bắt mới cái thời tiết. Đi, ngoài, okay, bây giờ, ngoài trời ánh sáng nhiều ít hay là... Trong phạm vi này đó, thì thật ra đó là tôi chỉ nói những cái điều thật là căn bản thôi. Do cái bài này mà tôi đi sâu vào chi tiết là phải kéo dài 5-6 tiếng. Bài thứ nhất, bài thứ hai mà đi quá nhiều bài chi tiết nó bốc hỏa. Cái vị sẽ bị bốc hỏa. Nhưng mà cái này đó thì tôi giải thích một phần thôi, còn cái vị hiểu được thì hiểu, không hiểu được cái vị forget thì cũng không sao. Cái vị cứ nhớ cái này dùm tôi là được rồi. Rồi thí dụ như bây giờ cái vị xài tiêu cự ống kính 100, giờ cái vị xài tiêu cự ống kính 100, trước hết là hỏi tiêu cự là cái gì đó. Ai biết tiêu cự là gì không, đưa tay đây. Rồi quá nhiều người ít, quá nhiều người biết ít. Khoảng cách giữa ống kính tiêu cự và tiêu cự là cái ánh sáng mà nó tụ ra ngay cái điểm mà cổ đến ống kính. Nói lên tiêu cự là quý vị phải biết. Bây giờ cái vị chơi hình là thông thường, cái vị hay nói đến tiêu cự, cái ống kính tiêu cự 5 cây, ống kính tiêu cự 70, ống kính tiêu cự 100. Thì bây giờ cái định nghĩa của nó,
tiêu cự là từ tâm ống kính cho tới mặt phim, là khoảng cách từ tâm ống kính tới mặt phim. Ngày xưa phim nó ở đây, nó ở đây, đúng không? Tâm ống kính là nó nằm một cái chỗ nào đó ở trong cái ống kính, mà các nhà sản xuất đó, thông thường người ta không cần cho mình biết, nhưng mà nó nằm một chỗ nào đó trong trong ống kính, mà thông thường nó nằm gần cái màn chập. Trong ống kính là có màn chập thì tâm ống kính thông thường nó nằm gần cái màn chập cho tới mặt phim, nó kêu là tiêu cự. Và bây giờ không có máy phim, hết máy phim rồi thì mình cứ định nghĩa tiêu cự là từ tâm ống kính cho tới một cái chip nó thu nhận ánh sáng thay thế cho cái phim, đó là tiêu cự. Rồi bây giờ quý vị xài từ đấy, quý vị như quý vị xài ống kính tiêu cự 100, đây là ống kính tiêu cự 100 này, tiêu cự 100 thì cái đường kính này nó mở lớn hay nó nhỏ tùy sao mình sử dụng, đúng không? Bây giờ cái công thức tính ra cái độ ép và ép là tiêu cự nó bằng khẩu độ nó bằng ép lớn trên đi. Ép lớn là tiêu cự của ống kính, đi là cái đường kính của cái này, đường kính của cái khẩu độ nó mở, đúng không? Rồi bây giờ nếu mà ép tiêu cự ống kính thì thí dụ như là 100, mà đi nó là 25, tức là cái đường kính này nó là 25 mm, mà ống kính tiêu cự 100 mm thì nó ra khẩu độ, nó ra khẩu độ mấy? 4. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Rồi nếu mà cái đường kính này đó bây giờ nếu cái đường kính này nó thay đổi, ví dụ như là nó thay đổi 12.5 thì bây giờ lúc đó cái khẩu độ ép nó ra mấy? Khẩu độ ép nó lúc nó ra thành 8, đúng không? Như vậy con số 4 hay 8 là tùy theo cái đường kính của cái màn chập trong ống kính nó lớn hay nó lớn hay nó nhỏ. Quý vị hiểu ý thì chưa? Rồi bây giờ cái hai ống kính tương tự, một cái 100, hai ống kính tương tự, một cái là 100, một cái tiêu cự đó là 50. Nếu hai cái nó cùng xài cái khẩu độ 4, F và 4, thì hai cái này nó cho ánh sáng vào giống nhau hay khác nhau? Giống nhau. Tại sao nó giống nhau? Cái độ mở của cái... Hai cái này, một ống kính 100, ống kính tiêu cự 50, hai cái đều mở khẩu độ 4 hết. Bây giờ nó ra cái khẩu độ là 4 thì ánh sáng cái nào nó vào nhiều hơn cái nào, hoặc là bằng nhau hoặc ít hơn? 100 nhiều hơn. Ai nói 100 nhiều hơn đưa tay lên. Ai nói 50 nhiều hơn đưa tay lên. Rồi ai nói 100 nhiều hơn đưa tay lên. Rồi người thì nói 100 nhiều, người nói 100 nhiều không đúng, người nói 50 nhiều. Chật. Hai cái nó bằng nhau là bởi vì với ống kính 100 nó muốn ra khẩu độ 4 thì cái này nó phải là cái đường kính nó mở bao nhiêu quý vị? 25, đúng không? Rồi mới ra 4. Còn với cái ống kính 50 này muốn ra khẩu 4 thì nó mở phải mở bao nhiêu? Phải 12.5. Vì hai ống kính tiêu cự khác nhau mà muốn ra cùng một khẩu độ thì hai anh này anh phải cái độ mở anh phải khác nhau, anh này thì lớn hơn, anh này thì nhỏ. Dạ. Rồi. Cái diameter tôi nói là tùy theo cái này nè, là cái diameter của khẩu độ nè. Rồi. Rồi
quý vị biết cái khẩu độ mở càng lớn thì ánh sáng vào càng nhiều. Khẩu độ mở càng nhỏ thì ánh sáng vào càng ít, đúng không? Mà khẩu độ mở nhỏ tức là con số nó lớn, khẩu độ mở lớn là con số nó nhỏ. Rồi biết vậy là đúng, nhưng mà chưa đủ. Cái khẩu độ mở càng lớn thì hậu cảnh nó càng mở. Tôi lấy thí dụ như bây giờ đó, tôi đứng đây tôi chụp chị này, ok, tôi chụp chị này. Nếu tôi chụp hai tấm, tấm thứ nhất đó, tôi để 4, ok, tôi đứng đây chụp chị này, tấm thứ nhất tôi để 4 thì tôi thấy rõ được những cái người ngồi hàng sau này, tôi cũng thấy rõ. Ê, không thấy rõ nha, không thấy rõ, tức là thấy cái dáng người thôi chứ không thấy rõ mặt. Nhưng mà nếu mà cái này mà tôi mở cái chừng 2, cái này tôi mở cái chừng 18 đi, tôi mở cái chừng 18 mà tôi chụp chị này, tất cả những người đằng sau là thấy hết. Còn nếu mà khẩu 4 tôi chụp chị này, tất cả những người đằng sau không thấy, những người đằng sau là thuộc về hậu hậu cảnh. Chị này là chủ đề, những người đằng sau hậu cảnh. Bây giờ trước khi đi vào chi tiết thì tôi giải thích cái việc thế nào là tiền cảnh, thế nào hậu cảnh cái đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ chủ đề là gì? Chủ đề là cái mình muốn chụp. Cái việc chụp người thì người là chủ đề, cái việc chụp cái nhà chủ đề, cái việc chụp cái cây là chủ đề. Thì bây giờ trong hình này quý vị thấy có con chó nè, người và cái cây, đúng không? Bây giờ cái người là cái việc chụp là chủ đề, cái việc chụp người là người chủ đề. Mà thấy dụ bây giờ cái máy quý vị đặt ở hướng này, cái máy quý vị đặt ở hướng này, cái việc chụp người này thì chủ đề, thì từ chủ đề tiến về gần cái máy thì những cái gì nằm trong cái khoảng đường đó người ta gọi là tiền cảnh. Thí dụ như bây giờ từ chủ đề lại cho máy có con chó là tiền cảnh. Rồi từ chủ đề đi xa hơn ống kính thì những cái gì nằm trên đó nó là hậu cảnh. Rồi bây giờ tôi đặt ngược lại. Tôi đặt ngược lại, bây giờ thay vì máy hình chú vị để ở đây, một cái hình quý vị để bên này. Thứ này cái vị chụp người, người vẫn là chủ đề. Thì cái cây này là cái gì cảnh? Đúng. Con chó là cái gì? Quá hay, lớp này tôi giỏi quá. Hằng học xong tốt một cái vị làm ơn lên làm giảng viên đứng đây dùng tôi hết đi. Còn nhưng mà ai cũng là giảng viên hết, ai ngồi dưới học trời. Rồi. Tức là bây giờ trở lại vấn đề đó, nếu mà tôi chụp chị này là chủ đề thì quý vị là hậu cảnh, phải không? Rồi nếu tôi chụp 4 thì người đằng sau lại thấy mờ, nhưng mà nếu mà tôi chụp tới cái khẩu độ 18 tất cả những người đằng sau đều nét đó. Như vậy khẩu độ càng lớn thì khẩu độ càng lớn, ánh sáng cho vào nhiều thì càng đằng sau càng mờ, khẩu độ càng nhỏ ánh sáng cho vào ít, đằng sau nó càng nhát. Cái đó chỉ là một trong ba cái quy định thôi. Chút xíu nữa tôi giảng thêm. Bây giờ tôi đưa một số ảnh cho quý vị coi. Rồi ngày hôm nay thì tôi mang cái một số ảnh để mà tôi dẫn chứng. Thứ nhất là dẫn chứng trong bài học. Cái thứ hai nữa là cái bài ảnh chân dung là cái việc học ở cấp 2. Tôi hướng dẫn cái việc bài ảnh chân dung ở cấp 2. Tuy nhiên á, trong các buổi thực tập thông thường người ta dùng người để mà thực tập bài học. Do đó vô tình là mình chụp người, phải không? Trong các buổi thực tập dùng người để mà thực tập bài học, do đó vô tình là mình đã phần nào là mình đã chụp người, chụp chân dung. Thành ra lợi dụng những tấm bản này, tôi nói trước quý vị một số điểm cần thiết để sau này thực tập cái việc áp dụng nó. Và khi lên cấp 2 mà chính thức mà học bài chân dung, quý vị đã biết được một phần rồi, lúc đó mình chỉ học thêm những cái phần mới thôi.
giờ quý vị nhìn nhìn tấm hình này, tôi cũng chụp và bạc như quý vị, tấm hình này là hậu cảnh rét hay mà. Đây là chủ đề đúng không? Yeah. Chụp vào cái bạc đó quý vị thấy có nhánh cây nào ở đây không? Không, không hề thấy cái gì, tức là nhánh cây nó đã được xóa mờ hết rồi đúng không? Thế mà tại sao nó được xóa mờ? Mở khẩu độ đó, trong cái tâm hình này tôi xài khẩu độ 5.6. 5.6 là đằng sau cái việc không hề thấy những cái nhân kỳ. Câu hỏi này, tại sao mình, nếu mà mình xài 5.6 cho nó mờ, mình không xài 2.8 cho nó mờ hơn? 5.6 cũng đủ là 2.8 nó mờ hơn nữa. Dạ. Nó đủ rồi. Nhưng mà không phải ống kính nào cũng mở được 2.8, có nhiều ống kính không mở được 2.8. Mình nói giả dụ như bây giờ mở được thì mở được, nhưng mà đủ rồi thôi, không cần, nhưng mà mình nó mở được vẫn càng tốt. Tấm hình này quý vị thấy hậu cảnh ở đâu? Nghĩa này mờ. Hơi mờ nhưng mà mờ như vậy accept được chưa? Như vậy là đủ rồi. Mờ vậy là cũng là cây lá, có việc không hề thấy cây và lá đúng không? Rồi, trong một tấm ảnh tôi nói thêm cái việc là khi một chục người ảnh chân dung thì ta đánh giá một con mắt phải nét. Trong ảnh trên dung con mắt là không nét, tấm ảnh nó kể như bỏ. Phải nét, thí dụ tấm hình này, con mắt nó phải nét. Bởi vì người ta hay nói sao cái việc con mắt là cái gì? Cửa sổ là tâm hồn. Tất cả những tâm tư, tình cảm của con người từ con mắt ra lộ ra. Phải vậy không? Rồi. Ngày xưa hàng võ là một cái, đối với người Trung Hoa như là một cái người hùng của người Trung Hoa. Nhưng mà khi đứng trước nhan sắc của người đẹp Quỳnh Như, thấy đôi mắt của nàng mà chàng cũng phải thốt lên rằng: ôi chí lớn trong thiên hạ không đông đầy danh được, ôi chí lớn trong thiên hạ không đông đầy mắt giai nhân. Đứng đó có đôi mắt là quan trọng lắm, đúng không? Bây giờ nếu quý vị muốn biết đôi mắt nó quan trọng như thế nào, hôm nào quý vị thử ngay kiến con mắt bà xã quý vị coi. Đó, ngày sinh nhật một cái vị mua bả nhấn thật sàn, cái vị đeo và con mắt bả sáng rực sáng rực mà lúc nào quý vị chọc cho bả ghen lên đôi mắt đỏ lửa. Thật ra cái con mắt nó thêm phần quan trọng một trong nhiếp ảnh, mắt không nét kể như là bỏ rồi. Bây giờ tấm hình này kế tiếp hậu cảnh nét hay mờ? Cũng mờ luôn đúng không? Cũng mờ luôn. Quý vị thấy tất cả những tấm hình nào á mà quý vị thấy tương đối nó mờ á, là thông thường tôi chụp nó từ 5.6 đến 8. 4 năm như 6, 8 để thôi. Quý vị biết ai đây rồi, mà quý vị biết ai đây không? Mai Phương. Chỗ này. Cái này. Đang lên. Ok. Lần sau này nó có cái đèn mà không thấy, bật lần sau này có rồi. Nhưng mà nó có ngoài hưởng lắm. Trong cái trường hợp này á, trong cái trường hợp này á, đằng sau đó là tấm phong chứ không phải là cái cây, đằng sau đó là tấm bách rau. Thì nếu quý vị trong trường hợp cái vị mà đằng sau cái vị tấm bách rau á, thí dụ như chụp đằng sau là cái tường, thì lúc đó mình không cần đến mở khẩu độ quá lớn, lúc đó mình sử dụng cái khẩu độ tốt nhất của mấy hình là khẩu độ 8. Khẩu độ 8 chứ không cần, mà bên bách rau nó hoàn chỉnh, nó không cần phải xóa. Rồi bây giờ tấm hình này đằng sau đó là cái gì? Cây. Đằng sau đó là cái cây đúng không?
tôi cũng mở khẩu độ lớn đó. Tôi cũng mở khẩu độ lớn. À, ai tôi cũng mở màu độ lớn để mà tôi xóa cái thân cây đi, đúng không? Xóa thân cây đi. Tấm hình này đó, cái tấm hình này quý vị phải nào nhìn khuôn mặt thuê, đừng nhìn phần dưới. Rồi xóa thân cây đi, ok, thành ra cho cái thân cây nó mờ bớt. Rồi cái tấm hình là hậu cảnh, quý vị thấy nét hay mờ? Mờ, đây là cái hậu cảnh, đúng không? Nó chỉ chiếm một góc này thôi, hậu cảnh. Quý vị biết ai đây không? Không biết hả? Không dám đâu. Cái này tôi chụp có Thị Trinh cũng khoảng 15 năm rồi. Biết chuyện là đi Thị Trinh không? Biết ai đây không? Lê Na Nguyễn. Đây là Lê Na Nguyễn. Rồi, cái tấm này là cũng giống như tấm hồi nãy, bắt rau nó làm cái vách tường. Bắt rau nó bắt tường là mình nó không lo xóa khẩu độ, mình lên dùng cái khẩu độ tốt của ống kính, ví dụ như là 8 kế đó là 5.6 hoặc 10. 11. Bây giờ tôi nói thêm với quý vị này, là thông thường ảnh chân dung quý vị nên để mấy dọc. Nên để mấy dọc. Đừng có để bây giờ để mình lấy được, thứ nhất đó, mình lấy được cái bề dài người mẫu, và thứ hai là mình hạn chế được hai bên người mẫu, không cho nó vào ảnh nhiều. Nếu quý vị để mấy ngang, nếu quý vị để mấy ngang thì người mẫu quý vị không lấy được nhiều, thì hai bên này nó dư ra, nó dư ra thì vô tình những cái ở bắt rau nó lọt vào tấm hình. Ví dụ cho quý vị chụp ở cái bạc đi, mà quý vị để mấy ngang nó dư ra hai bên thì có thể nó vướng cái người đi qua lại, rồi cái bếp, rồi cái bàn, cái ghế tầm bậy tầm bạ trong cái khung cảnh của cái bàn đó, nó đưa vào hình thì mất đẹp. Thì thông thường mới để mấy dọc, nhưng mà điều đó không có nghĩa là lúc nào cũng để mấy dọc, cũng có lúc chúng ta cần để mấy ngang, tùy theo trường hợp. Làm cho quý vị ta thấy cái tấm hình đó. Tấm hình này hậu cảnh nó cũng là phòng. Phòng cái tấm vách thì ra mình không để mình để mở hay đóng khẩu độ, đúng không? Tấm này tôi chụp hồi xưa, tôi chụp bằng phim mà trắng đen, tôi in tấm này ở nhà luôn. Tấm này là sao? Tấm này lần sau cũng là cái vách tường, đúng không? Nó là cái vách tường mà mình cũng không lo đóng mở khẩu độ gì. Chắc không ai biết cô này phải không? Nhưng mà anh để cái khẩu độ mấy giờ anh... Thông thường tôi chụp bằng chân dung tôi để 5.6 đến 8. Rồi cái câu này cũng vậy. Bây giờ tôi nói thêm một cái nữa về ảnh chân dung. Người mẫu có khuynh hướng ngó về bên nào thì khoảng không gian bên đó nó rộng hơn là phía ngược lại. Như cái này có khuynh hướng là cái mặt có quay về hướng này, thì cái khoảng không gian bên này mình trừ nó nhiều hơn là cái khoảng phía bên này. Còn nếu quý vị mà cách sát gương mặt đó, nhìn tấm hình đó, nó giống như là bị nghẹt thở đó, thì mình cho cái bề rộng bên này nó hơn, nhìn cái tấm hình nó thoát hơn. Rồi như hồi nãy tôi bảo quý vị cũng tùy trường hợp mà mình xài máy ngang. Với trường hợp này, tại sao tôi để máy hình ngang mà tôi không để dọc? Tấm hình này tôi phải để mấy hình ngang để mà tôi lấy được hết cái bề dài của cánh hoa này lẫn người mẫu, đúng không? Chứ tôi không để mấy hình dọc. Nếu mấy đây thì dọc á thì người mẫu có thể lấy được dài thêm, nhưng là mất đi những cánh hoa bên này. Thật ra tùy trường hợp mà mình để mấy dọc hay là mấy ngang. Nhưng mà trong các buổi thực tập và cái bạc mình hay thực tập thì cái việc không cần phải để mấy ngang, bởi vì cái mấy trong đó không có cạnh nào mà quý vị cần phải đưa vào hết á, vấn đề mấy dọc càng tốt. Cái này tại sao tôi để mấy dọc? Tại sao để mấy dọc? Muốn lấy hết người cho tới cái bóng, cho nên
đệm tại sao bấy ngang này hết người lấy cái giống chứ để mấy dập rồi không lấy được cái bề dài rồi cái bóng đúng không? Giờ bây giờ trở lại đó mình lại là để mấy dập, các vị biết ai đây không? Trăm gì chứ trời. Tôi này tên gì tôi cũng không biết nữa. Trăm. Trăm hả đó? Vâng. Trăm. Rồi. Và đây là tấm mình của cái mẫu mới nhất này, tấm này tôi in đi tặng cho bố. Rồi hồi nãy tôi nói cái gì là cái khẩu độ tốt nhất là khẩu độ 8 đúng không? Thì đây là tấm hình tôi chụp cái khẩu độ 8. Khẩu độ 8 quý vị nhìn tấm hình này quý vị thấy cái thân cây nó sần sùi, nó hiện rõ là cái thân cây sần sùi, cái nét mặt nó hiện lên rất là chi tiết. Thấy không? Cái đường tóc này quý vị cũng thấy rõ những cái đường tóc chỗ này, cái thân cây nó sần sùi, thấy rõ cái sần sùi cái này, đây là cái khẩu độ 8. Thông thường quý vị chụp ảnh trên dung, quý vị nếu mà đứng gần gốc cây, quý vị nên đặt người mẫu gần gốc cây, vỏ càng sần sùi càng tốt, ví dụ như vỏ cây thông. Thì cái sần sùi của cái thân cây nó có cái đẹp riêng của nó không có phá hình có đẹp riêng mà nó làm đổi, vì nó sần sùi nó làm nổi bật cái khuôn mặt của người mẫu lên, cái lá của người mẫu lên. Cho nên nếu quý vị đặt người mẫu gần cây chuối thì tội nghiệp, đúng không? Đó, đèn sần sùi mẫu. Mà trong trường hợp cánh đồng trống mà bây giờ đó, quý vị không có cái cây này sần sùi lại cho người mẫu đứng gần hết, thì quý vị đặt người mẫu kế tôi. Rồi, tấm này cũng là tấm hình với khẩu độ 8, quý vị thấy cái râu nó lên dễ sợ không? Thế râu của ông già hôn lét lên không? Ông này ông hôn lét thì dụ hoài mới cho chụp với quý vị. Đó, đây là cái khẩu độ 8. Anh Hải, tại sao cái ông đó đen, tại sao cái phông đen là cái hậu không hả? Cái đen là cái này tôi đặt chụp ở một trước cái nhà hàng mà bây giờ nó là vũ, hồi xưa là vũ Trường Can ở đường Vector, cái kiến đằng sau đó nó in màu đen, cái kiến nó kêu là cái tiền, nó tin màu đen, đó kiến tin màu đen. Mình ra tấm này tôi chụp ông được rồi, chụp chấp ngắm ông này, ông hôm lát mà cái tâm tình cũng không ổn, người ta bấm chụp cho vào để ông đi. Anh Hải chụp có flash nữa. Không, tấm này không flash vậy. Đó chứ quý vị thấy cái râu của ông lên dễ sợ không? Thấy từ cái đường râu rồi này họ lên. Rồi. Ban ngày hay ban đêm? Ban ngày. Ban ngày đó. Anh Hải, anh nói cái khẩu độ mà 8 á, thì trong cái máy chụp hình tức là nó lòng 1 chia cho 8 hay là như thế nào? 8 là 1 chia 8. 8 phần nó mở ra 1. Cái máy hình mình có hai loại, có loại quý vị có thể xây được cái khẩu độ, thí dụ như đây nó đề con số đúng không? Thì đây nó có cái lần gạch quý vị xây qua 8 tức là khẩu độ 8. Mà xây con số này là khẩu độ khác, xây này khẩu độ khác. Nhưng mà những máy gì chứ thôi, nó có những máy nó không có sai, quý vị phải sử dụng cái nút bấm đúng không? Sử dụng cái nút bấm. Hồi nãy tôi nói với quý vị là màn chập nó có thể mở lớn hay đóng nhỏ, quý vị có thể dùng ống kính thì quý vị cũng có thể thấy được cái chuyện đó. Đây là bây giờ quý vị sửa cầm ống kính này, bây giờ này quý vị nhìn trong này tôi thấy nó lớn nhỏ không, quý vị xoay rồi quý vị thấy nó lớn nhỏ nè, thấy lớn nhỏ không? Đó thì khi tôi xoay nó con số là càng lớn á thì nó càng nhỏ, mà xoay con số càng nhỏ nó càng lớn, thấy không? Rồi tôi thắc mắc cái số, anh cho tôi cái số, cái gạch đây nè, cái tức là đây là 4 nè, đây là 2.8 nè, bây giờ xoay qua 5.6 nè. Nhưng mà cái máy điện thô có một số mình bấm nút nó không hiện số để đóng kính. Rồi bây giờ trở lại vấn đề này, cái điều thứ nhất hồi nãy tôi nói với quý vị là khẩu độ mở càng lớn tiền cảnh hậu cảnh càng xóa mờ đúng không? Rồi ví dụ bây giờ đó,
có hai cái máy hình, một cái máy thứ nhất đó, cái máy thứ nhất đứng cách tôi 10 feet, cái máy thứ hai đứng cách tôi cũng 10 feet. Cái máy này đó, tiêu cự là cũng là tiêu cự 100 mm, cái máy thứ hai cũng tiêu cự 100 mm, nhưng mà cái anh này đó, anh ấy xài khẩu độ 4, anh này anh xài khẩu độ 16. Rồi hai người bây giờ thí dụ quý vị chụp tôi, tôi đứng ở đây, hai người, một người á cách tôi 10 feet, ống kính 50, khẩu độ 4, kính 100, cái kia cũng cách là 10 feet, xài ống kính tiêu cự 100, cách tôi xài khẩu độ 16, hai người đều chụp tôi hết. Khi mà ra hình thì á, cái người mà xài khẩu độ 4 á, là quý vị lấy nét vào tôi thì tôi vẫn nét, đúng không? Nhưng mà xài khẩu độ 4 á, cái máy hình để đằng trước bàn này nó mờ, và cái chữ viện mặt học ở đây nó mờ. Nhưng mà nếu quý vị để khẩu độ 16 thì cái máy hình đây là tiền cảnh, nó nét, và cái chữ viện mặt học đằng sau này nó cũng nét luôn. Rồi, đó là cái quy luật thứ nhất. Bây giờ sang quy luật thứ hai. Bây giờ hai người cũng cùng khoảng cách, cùng khẩu độ 4 đi, cùng khoảng cách, cách tôi 10 feet, cùng khẩu độ 4, mà khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở cái tiêu cự, một người ấy xài ống kính tiêu cự 50, một người xài ống kính tiêu cự 200 đi. Cái hồi nãy quý vị viết vô, cái thí dụ đầu tiên quý vị viết vô nha, cái thí dụ mà khẩu độ càng lớn vậy đó. Rồi, bây giờ cũng cách tôi 10 feet một người, và cũng cùng mở cùng khẩu độ, nhưng mà người xài ống kính tiêu cự 50, người xài ống kính tiêu cự 200. Bây giờ quý vị chụp tôi thì cái người mà xài cái tiêu cự 50 á, thì cái tiền cảnh, tức là cái máy hình này và cái chiếu viền bàn học nó nét, mà xài ống kính tiêu cự 200 á, thì tiền cảnh và cái chiếu viền bàn học này nó bị mờ. Tức là bây giờ quý vị ghi cái đó vô. Tiêu cự càng lớn, tiền cảnh hậu cảnh càng mờ, tiêu cự càng nhỏ, hậu cảnh mà tiền cảnh hậu cảnh càng rõ nét. Còn cái đầu tiên thì quý vị ghi rồi phải không? Tiêu cự càng lớn, tiền cảnh hậu cảnh càng mờ, tiêu cự càng nhỏ, tiền cảnh hậu cảnh càng rõ nét, với điều kiện là cùng khoảng cách và cùng khẩu độ. Rồi bây giờ chúng ta qua cái quy luật thứ ba. Rồi qua tiêu cự thứ ba, mở cùng khẩu độ 4, cùng ống kính tiêu cự là 200, một người đứng cách tôi 10 feet, người đứng cách tôi 50 feet. Thì bây giờ đó, chụp ra khi mà ra tấm hình, cái người mà cái vị phía nhét vào tôi là đương nhiên là tôi nhét rồi, nhưng mà cái người mà đứng cách tôi 10 feet á thì cái máy hình này và cái đằng sau này mà người đứng cách tôi 50 feet á thì cái máy hình này và cái sau này rõ nét. Như vậy mình có một cái quy luật thứ ba là cùng khoảng cách, cùng khẩu độ, cùng tiêu cự, cùng khẩu độ.
khoảng cách càng gần tiền cận hậu cận càng mờ, khoảng cách càng xa tiền cận hậu cận càng rõ, rõ nét. Quý vị có thể ghi vô nếu quý vị cảm thấy mình không nhớ. Thầy nói lại khoảng cách càng gần. Khoảng cách càng gần tiền cận hậu cận càng mờ, khoảng cách càng xa tiền cận hậu cận càng rõ, rõ nét. Đó. Cái khoảng cách bị hồi nãy tôi nói tiền cận mờ hay nét là tùy thuộc vào cái ý thức của quý vị. Không có lúc nào mà không có ai có quyền bắt buộc quý vị lúc nào chụp mờ, lúc nào là chụp nét, tùy theo ý mình muốn cái gì thì ta hoàn cảnh. Thí dụ bây giờ cái việc chụp bà xã của quý vị ở một cái sân đằng sau nhà quý vị, thì sân đằng sau không có cái gì là đẹp hết, quý vị không thích lấy những cái đó vào hình thì quý vị mở hồ lộ cho lớn, xóa tất cả những cái đằng sau nhà đi. Đúng không? Bà xã mờ để nhìn vô hình như chị thấy bà xã. Bà xã rõ lên tất cả là mờ. Nhưng mà đôi khi á, cái vị có quyền chụp cái hậu cảnh nó nét. Trong trường hợp thí dụ như cái vị đi du lịch, vị đưa bà xã của vị đến chỗ tòa Bạch Ốc đi, thì bà xã vị đứng ở đằng trước là Bạch Ốc, thì nếu mà mình xóa còn mờ là Bạch Ốc đi thì con mình nó đâu có giá trị du lịch. Mình phải đóng khoảng độ là 18-20 chụp bà xã mình nét. Tòa Bạch Ốc công nét thì sau này nhìn ra mới biết à, cái tấm này hồi xưa mình chụp ở tòa Bạch Ốc, ngày xưa mình đi Paris mình chụp ở cái tháp Eiffel, ngày xưa mình đi tàu mình chụp ở cái Vạn Lý Trường Thành, đúng không? Chứ còn cái nào cũng sao mà nhìn mà không biết cái nào chụp ở đâu hết. Thì đó là nó tùy theo cái hoàn cảnh, cái mục đích của mình, chứ không có cái gì bắt buộc mình phải lúc nào mình phải chụp cái gì. Bây giờ tôi lấy thí dụ như bây giờ đó, ví dụ cho bà xã của vị ngồi ở đây, bà xã của vị ngồi ở đây, phía đằng sau bà xéo một chút xíu á, có một người đẹp rất đẹp ngồi đây, quý vị đặt cái máy ở đây, ok, rồi. Bây giờ cái cô này cô rất là đẹp nhưng mà mình không quen cô, không quen cô, giờ tự nhiên mình nhà tới mình chụp hình thì cái chuyện gì sẽ xảy ra quý vị? Nếu mà hên lắm mà cô chịu chơi thì cô cười tươi cho mình chụp hình, đúng không? Rồi, nếu mà cái trường hợp thứ hai là cô không muốn cho mình chụp hình thì nàng sẽ đưa cái bàn tay ngần ngọc của nàng dần dần tới cái đôi giày và từ đôi giày đó bay về phía mình. Đó. Rồi bây giờ, nhưng mà bây giờ mình vẫn muốn có hình của cô này, bây giờ mình làm sao? Mà bà xã mình ngay đây, đâu có dám tới. Thì bây giờ máy hình quý vị đặt đây, quý vị vẫn lấy nét bà xã như thường, vẫn lấy nét quý vị về cái hình, quý vị đóng khung tấm hình như vậy, đúng không? Đó. Quý vị vẫn lấy nét bà xã, nàng bữa nay thấy mình chụp hình là nàng cười tươi như nụ hồng buổi sáng, nhưng mà không biết được cái ý đồ của mình. Rồi, nếu mà quý vị để khẩu độ 4, khẩu độ 4 thì bà xã rõ nét, nhưng mà người đẹp này mờ. Mà nếu không thể nào thấy rõ mặt thì thấy dáng người thôi. Nhưng mà nếu quý vị tăng lên khẩu độ 22, bà xã rõ nét mà nàng cũng rõ. Rõ nét, đúng rồi không? Bây giờ có một tấm hình như vậy rồi. Vợ nét, người này đẹp. Mình về mình cắt tấm hình ra làm hai. Tấm này mình tặng bả để kỷ niệm, tấm này mình bỏ cho bóp mình. Người ta nói là cỏ nhà hàng xóm lúc nào cũng xanh hơn cỏ nhà mình. Và mình nhìn riết rồi chán, nhiều khi mình nhìn hình người khác mình thấy nó hấp dẫn. Nhưng mà cuộc đời của mình nó cũng có lúc chìm, lúc nổi, lúc thăng, lúc trầm, không phải lúc nào như lúc nào. Và một cái ngày cuối tuần nữa, cái vị mệt quá, cái vị đang ngủ, bà xã bà thức dậy sớm không có người nói chuyện. Mà trời xanh ra đàn bà khi mà trước dậy mà không ai nói chuyện, cái tay bà hay lục bóp chồng lắm. Trời xanh như vậy mà bà lục bóp, bà cho mà bà thấy cái tấm hình này á, là làm ơn chạy gấp qua Mỹ xin chị nạn, xin chị nạn ái tình dùm tôi, chứ đừng có đồ sự anh đi học cũng hạn suối dậy chết tôi à.
Bây giờ chúng ta đã hiểu khẩu độ tốc độ rồi. Bây giờ hồi nãy là quý vị coi hậu cảnh xá mờ đúng không? Rồi bây giờ quý vị coi một số cái mà đóng khẩu độ, tức là hậu cảnh rõ nét. Đây, hậu cảnh rõ nét đây. Quý vị nhìn thấy rằng cái này không? Cái hoa gần cũng nét mà hoa xa cũng nét. Khi quý vị thấy tôi chụp á, mà từ gần đến xa nét thì quý vị phải hiểu là tôi chụp từ 16 cho tới 20, 22 trong khoảng đó. Rồi, bây giờ quý vị này, tấm hình này quý vị thấy sao? Nét hay mờ? Người mẫu đây, đúng không? Đằng trước người mẫu nét, đằng sau người mẫu cái cây này cũng tất cả đều nét phải không? Rồi cái này nét hay mờ? Nét, đúng không? Rồi như hồi nãy tôi nói với quý vị, người mẫu khuynh hướng ngó mặt về hướng nào thì bên đó nó rộng hơn là hướng đối. Bây giờ như bên này nè, cô ngó về hướng này thì có bên này nó chừa nhiều hơn bên này, đúng không? Rồi tấm này hậu cảnh nét hay mờ? Tất cả các bông đằng sau đều nét, người mẫu dĩ nhiên là phải nét rồi. Rồi đó, đứng trước một cái cảnh mà nó đẹp thì mình đừng có nên xóa nó đi, mà mình nên giữ cho nó, nên giữ cho nó nét. Còn nếu mà cái này nó tào lao thì mình lại chụp cho hậu cảnh nó, nó mờ. Rồi cái này khoảng 16 anh. Cậu ở đâu hiểu? Quen quá. Anh khai si. Cầu này là bây giờ hình như là xeo trên xe nó sụp rồi, nó sụp hết rồi. Cái cầu này sụp ở xeo thì bây giờ đó quý vị thấy chụp một cái hình này, cái khoan làm sao nó phải nét từ đầu đến cuối, đúng không? Nó nét từ đây, nét ra tới đây, chắc người mẫu. Cái này là tôi chụp với cái khẩu độ khoảng 20 á, 18, 20, 80 thì nó nét từ đầu cho đến cuối. Cô này cô dành tôi lúc đó, cô đi ra này, cô tính đứng đây, cô nhảy xuống, tôi nhanh nhẹ quá, cô mới đi vô. Nếu cô nhảy xuống tôi nhảy theo luôn, bây giờ đâu còn gặp cái gì nữa. Vừa thôi chứ. Rồi giờ bây giờ tấm hình này quý vị thấy nó cũng nét từ đầu cho tới cuối, tức là tôi đóng hậu đồ lại khoảng từ 16 cho tới 20. À, quý vị thấy cái tảng đá đầu tiên đây không, cho tới những cái cạnh cuối cùng nó đều nét, đúng không? Tất cả đều nét. Bây giờ cái tấm hình này, nhưng đều làm sao làm cho cái nước nó mờ như vậy được? Cái tấm hình này á, đàn ông làm ơn nhắm mở mắt lớn ra, đàn bà nhắm mắt lại. Rồi đến 1, 2, 3 đàn bà nhắm mắt lại, ông mở mắt lớn ra nha. Rồi 1, 2 đàn bà nhắm mắt lại, mắt lại. Trời ơi, mấy bà mở còn lớn hơn đàn ông nữa. Quý vị thấy gì không? Thông thường khi mà mình chụp hình á, những người mới á, người ta sợ, người ta không dám cắt cái đầu, đúng không? Nhưng mà thật sự ra không có gì bắt buộc mình phải lấy cái khuôn mặt. Quý vị thấy nhiều khi nó quảng cáo những cái mỹ phẩm mà son á, nó chỉ chụp cái miệng người mẫu thôi, à, hoặc là người ta quảng cáo những cái mà sâm châm mày hoặc là gì đó, người ta chỉ chụp cái mắt thôi, à, người ta quảng cáo sâm châm mày, sâm luôn chồng con mắt nữa, người ta chỉ chụp con mắt thôi, à, đó không có gì bắt buộc phải lấy hết mặt, mình muốn cắt phần nào mà mình cắt. Lắm hình này là tôi cắt cái gì quý vị? Tôi cắt cái mặt, tôi lấy cái phần dưới thôi.
Giờ tấm hình này quý vị thấy là nó nét như sao? Cái này chụp bà nét quá. Qua đây có thể ông Tôn Đức Hưng đưa cái vị để chụp ở đây, tức là đồ cát. Thì cái vị để những cái đường vân cát từ xa cho tới gần nó đều, tất cả nó đều nét. Tấm hình này cũng vậy, đúng không? Xa đến gần đều nét hết. Tấm hình này quý vị nhìn cái tảng đá đầu tiên và những cái tảng đá xa và xa hơn nữa, tất cả nó đều nét. Hình phong cảnh mà không nét như vậy đó, kệ như bỏ đi, từ gần đến xa nét. Tấm này ép bao nhiêu anh ạ? Thông thường 16, 18, 20 lên rồi, tấm này nét hay không nét, đường cát từ đầu đến cuối nét hay không? Rất là nét, đúng không? Rồi. Tấm hình này, từ gần cho đến xa cũng đều, đều nét rồi. Ở đây là đâu vậy? Như này là đẹp, cách đây khoảng một, cách đây khoảng... lên cấp tơ cách đây khoảng tiếng rưỡi lái xe, nhưng mà tùy mùa, có mùa nó không có không có nở. Rồi tấm hình này quý vị thấy sao? Đằng sau nét không? Đằng sau nét. Bây giờ cái này nhân dịp này tôi giới thiệu, nó nói thêm quý vị về chụp chân dung. Nếu một quý vị chụp lấy hết người, người mẫu đứng đó quý vị lấy hết người, thì quý vị nên để ống kính nó thấp một chút xíu, nó ngang với đầu gối để nhìn người mẫu nó. Nó cao hơn, chứ mình đứng càng cao mà người mẫu càng thấp thì người mẫu nó lùn, đúng không? Rồi, và quý vị cũng nên chừa cái chân này, quý vị đừng cắt sát, nên chừa chút xíu, nó có cái phò rào, nó phò rào này, nhìn nó có cái chiều sâu tấm mình hơn, chứ quý vị cắt ngang như vậy không thấy được phò rào. Đó. Nếu mà mình để mẫu độ quá nhỏ như vậy thì người mẫu nó buông, nó bị lơ. Cái đó thuộc về tốc độ nha. Cái người mẫu, cái này thì tôi đang nói về cái khẩu độ. Thì thông thường quý vị á, cái khẩu độ á, thông thường quý vị dùng để chụp những cái chủ đề không di chuyển, người mẫu đứng, người mẫu ngồi, cái xe đang đậu đó. Chứ còn chủ đề di chuyển chút xíu nữa tôi mới nói tới. Khẩu độ là chủ yếu chụp những chủ đề không di chuyển. Rồi bây giờ mình tiếp tục qua một phần nữa, đó là độ nét sâu, tức là depth of field. Chứ vị biết cái chữ depth of field không? Depth là chiều sâu, of field. Thì như trong tập bài học có, đúng không? Rồi, depth of field. Depth of field là khoảng rõ nét từ tiền cảnh đến hậu cảnh. Rõ nét từ tiền cảnh đến hậu cảnh. Thí dụ bây giờ tôi đứng đây, cái việc chụp tôi thì từ máy hình cho tới lần sau đều nét hết. Tất cả cái gì nó thuộc về tiền cảnh và tất cả cái gì nó thuộc về hậu cảnh đều rõ nét. Và mức cái việc chụp tôi đương nhiên là tôi phải nét. Cái đó là người ta kêu là khoảng rõ nét, tôi là depth of field. Rồi bây giờ cái việc nhìn là thế này, quý vị thấy ví dụ ở đây là một cái hàng cây từ số 1 đến số 10. Ok, mỗi một cái cây ấy, nó khoảng cách đó là 10 feet. Ok, người mẫu đặt ở đây, mẫu đặt ở cây số 5. Bây giờ mấy quý vị đặt đây rồi, nếu một quý vị chụp cái khẩu độ 8 thì quý vị khi mà in ra hình đó, in ra hình quý vị lấy nét là người mẫu, đương nhiên là người mẫu là rõ nét. Mà nếu quý vị chụp cái khẩu độ 8 á, thì nhìn vào hình quý vị thấy nó nét từ cây số 3 cho tới cây số 7, và khoảng cách mỗi cây là 10 feet, tức là cái khoảng rõ nét nó 30 feet, đúng không? Rồi 10, 20, 30, 40 phải không? 30. Đây không, từ đây đó, bắt đầu tới đây là 30 feet, đúng không? À, nếu một cái chụp khẩu độ 8 quý vị nhìn vào hình nó rõ nét từ cái cây số 4 đến cây số 7, mà đương nhiên là người mẫu là nét nhất là người mẫu, là kế đó là hai cái cây kế này, cái cây xa hơn thì nó cũng nét, nhưng mà nó không nét bằng. Rồi
Bây giờ nếu quý vị chụp với khẩu độ 11 thì cái độ nét nó tăng gấp đôi. Khẩu độ 11 tăng đôi. Đó. Thì bây giờ nếu quý vị, nếu mà quý vị chụp thì cái độ nét nó từ cái thì từ cây số 3 đến cây số số 9 đúng không? Ba cái khoảng rõ nét của nó là 60 feet, tức là gấp đôi khoảng rõ nét 8 đúng không? Cái này quý vị hiểu không? Rồi khoảng rõ nét thì bây giờ cái này nó cũng giống như là cái ba cái quy luật hồi đấy tôi nói cho quý vị, cái khoảng rõ nét này nó giống quy luật hồi nãy rồi, nó tùy thuộc vào ống kính khẩu độ mở lớn hay đóng nhỏ, điều thứ nhất. Nó cũng tùy thuộc vào khoảng cách đứng gần trụ đề hay là xa trụ đề, điều thứ hai. Nó cũng tùy thuộc tiêu cự vào ống kính nhỏ hay là lớn. Nó giống như cái hồi nãy quý vị đã ghi rồi, nó chỉ khác cái hồi nãy đó, là tôi không nói về depth field ra, bây giờ tôi nói thêm về depth field để cho quý vị hiểu. Rồi, nhưng mà có một cái quý vị nên nhớ, như cái tấm hình này đi, như khẩu độ 11 đi, nó nét từ cây thứ 3 đến cây số 9, cây thứ 9 đúng không? Hình này nó nét từ cây thứ 3 đến cây số 9, thì đây là người mẫu đúng không? Thì cái chỗ này nó kêu gọi là cái gì? Tiền cảnh. Từ đây đến đây là cái cảnh. Quý vị thấy cái hậu cảnh đó, nó gấp đôi tiền cảnh không? Cái khoảng cách nó gấp đôi không? Rồi, 8 cũng vậy á. 8 cái khẩu từ đây đến đây nè, là hậu cảnh, từ đây đến đây là tiền cảnh, nó cũng gấp đôi không? Như vậy mình có một quy luật là độ nét hậu cảnh luôn luôn gấp đôi tiền cảnh. Độ nét hậu cảnh luôn luôn gấp đôi tiền cảnh. Mình biết đó để làm chi vậy? Độ nét hậu cảnh luôn luôn gấp đôi tiền cảnh. Bây giờ tôi lấy thí dụ như vậy. Thí dụ vậy thôi. Thí dụ bây giờ thì có một chỗ nó có bậc thang đó. Một bậc thang nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bậc thang đúng không? Bây giờ quý vị, bà xá quý vị và số bạn bè đi chơi tour bây giờ muốn đứng chụp cái chỗ bậc thang này làm kỷ niệm đúng không? Nó từ số 1 đến số 9. Bây giờ cái khoảng 1/3 là cái chỗ nào? Khoảng đây không? 3 không? 4, 5, 6, 7, 8, 9 là 3 đây. Và thì bây giờ đó, cái đoàn tour muốn đứng ở những cái bậc thang này để chụp hình kỷ niệm, bây giờ muốn tốt nhất đó là bây giờ quý vị là người đứng chụp đi, bà xã quý vị đứng trong hàng thì cách tốt nhất cho bà xã quý vị đứng hàng số 3. 36. Số 3. Quý vị đóng khẩu độ là ví dụ như 16, quý vị lấy nét vào cái bà xã quý vị hàng thứ 3. Thì đó, khoảng đó nét hậu cảnh nó gấp đôi lần tiền cảnh, đúng không? Thì cái độ nét tất cả nó đều nét hết. Nó từ nét thì nước thang số 1 đến nước thang số 9. Rồi đến cái trang này, nhưng mà bà xã quý vị ngại đứng ở đây, quý vị focus ở đây thì đương nhiên là nó phải nét. Nó nét từ tiền cảnh đến hậu cảnh, và cái hàng mà quý vị lấy nét là phải là cái hàng nó nét nhất. Hàng mà lấy nét là nét nhất, rồi kế đó là hai hàng này, rồi kế đó mới là cái này. Càng xa là càng bớt nét, nhưng mà lúc vẫn ok. Thì mình phải hiểu cái quy luật đó. Anh nói ví dụ như cái F8 á, thì làm sao anh biết cái khoảng cách nó là cái depth of field là 40 mét, cái đó ở đâu ra? Depth gì? Cái depth of field anh nói là 40 mét. Cái bến cái phiêu hồi nãy đó, tôi nói quý vị đó là cái thí dụ. Trên máy hình quý vị có thể xét được cái depth of field nhưng mà nó không chính xác, nhưng mà máy hình về sau này nó không có những cái con số. Có những cái hình nó không có con số. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Có cái hình nó cái con số nó hiện lên bằng digital.
Nhưng mà có, nhưng mà hầu hết các máy hình quý vị nó có cái deadfield quý vị chất. Máy hình nào cũng có deadfield quý vị đóng hay mở cầu độ nhìn cái hậu cảnh nó nét hay không, mặc dù khoảng cách quý vị không biết rõ. Nhưng nếu mà nó có số như vậy là thì nó có cách mình chất. Nó có cách chất nhưng mà hầu hết cái máy hình bây giờ nó... Cái đó nó số thế nào thì cái máy tôi có nhưng mà tôi không biết cái số nào mới đâu. Số ở đây nè, nó số ở đây. Ừ, nhưng mà cái này nếu mà không, bây giờ đó quý vị không cần phải biết đích xác là nó khoảng bao nhiêu mét đâu, mình quý vị chụp riết rồi quý vị quen, quý vị hiểu ý tôi nói không, chụp riết rồi quý vị quen thôi. Rồi bây giờ nó có cái này, hồi xưa hồi ảnh rồi bây giờ trước khi mà có người nào có thắc mắc gì không về cái bài, về cái liên quan đến khẩu độ và độ rõ nét không? Ai có thắc mắc đưa tay lên hỏi luôn đi. Trước khi là lát nữa tôi chuyển qua cái phần khác. Rồi mời anh. Anh Đình Hải nói lại về cái tiêu chuẩn càng lớn thì tiền cảnh hậu cảnh mờ. Đúng đúng, nếu nếu cùng khoảng cách và cùng khẩu độ nha. Rồi còn ai thắc mắc gì không? Người nào có thắc mắc thì quý vị nêu lên để cho cả lớp nghe, về cái thắc mắc của mình cũng có thể là thắc mắc người khác. Chứ quý vị gặp riêng tôi mà quý vị hỏi thì chỉ mình quý vị biết thôi. Không? Đừng có mắc cỡ gì hết, mình đi học cái gì, cái gì thắc mắc thì mình cứ việc hỏi. 20, 25 năm về trước thì tôi cũng ngồi cái ghế như quý vị thôi. Trước tôi cũng chẳng, hồi xưa tôi cũng chẳng giỏi gì hơn quý vị hết. 25 năm trước tôi cũng ngồi cái ghế như quý vị. Mà tất cả các giảng viên trong hội ảnh hiện giờ ngày xưa cũng là ngồi ở cái ghế này như quý vị hết. Thế nên mình cứ đừng ngại ơ hỏi ông chê mình giờ không có. Thì ai có thắc mắc, nếu không thắc mắc thì coi như quý vị đã thông suốt rồi, cho mai mốt thì nếu ông Hải ông nói vậy tôi không hiểu gì hết. Rồi mời anh. Dạ dạ. Từ nãy giờ mình nói, từ mình thấy mình chụp chân dung đêm thứ 8 mình chụp rõ nét xa gần, mình chụp 16 mai. Như vậy tại sao những cái ống kính F2.8 lại mất gấp đôi của 5.6 để làm? Tại vì mình thấy từ nãy giờ mình không có xài tới những con số đó. Có cái một số ống kính nó có 2.8. Dạ, dạ. Ừ. Nhưng mà bây giờ đó, cái ống kính quý vị đó, cái ống kính của quý vị á, thông thường á là hồi xưa nó có ống kính fix, tức là ống kính tiêu cự 50, 100, 150, 200, nhưng bây giờ hầu hết quý vị lại xài zoom đúng không? Hầu hết zoom tức là nó thay đổi được cái tiêu cực đúng không? Ví dụ cái này cái zoom á là cái zoom của nó là 35-70, tức là nó thay thế được nhiều cái tiêu cự 35-40, 45-50, 70. Đó, mình cứ xoay cái ảnh xa ảnh gần mình có thể chụp được. Chứ hồi xưa nó không có cái này thì mình cầm, mình ví dụ ống kính tiêu cự 100 đi, muốn chụp gần mình phải lại gần, muốn chụp xa mình phải lui xa, nó hơi mất công. Rồi nhưng mà cái zoom mà nếu quý vị có những cái nó chỉ có một khẩu độ thôi, ví dụ cái zoom này đó nó là một khẩu độ này, nó đề là 2.8 này, nó không có hai khẩu độ. Nhưng mà có những cái zoom quý vị nhìn quý vị thấy nó có cái hai khẩu độ, như cái này là hai khẩu độ này, cái zoom này là quý vị thấy nó có đề ở trên này là hai khẩu độ, hai khẩu độ. Như cái này nó đề ở đây là 3.5 với 5.6, có đề 3.5 6, còn cái này nó chỉ có một khẩu độ thôi. Thì thông thường cái zoom mà nó đề một khẩu độ á là 2.8 đi thì nó mắc gấp đôi lần cái zoom mà nó có hai khẩu độ. Dạ. Mắc gấp đôi lần hai, bởi vì cái lý do cái kỹ thuật chế tạo nó khó hơn, nó rõ hơn hay sao? Nó rõ hơn bạn. Với lại quý vị chụp cái nhìn ống kính để quý vị chụp á, nó sáng hơn. Nó sáng hơn. Đích trên nó chỉ là để sáng hơn thôi. Sáng hơn, nó sáng hơn mà nó hình nó nét lên nó đẹp hơn. À, nó nét mà. Nếu mà anh chụp phong cảnh thì đâu xài tới mấy đó. Tùy theo. Cái ống kính mà 2.8 đó, có lợi điểm là nó cho ánh sáng vào nhiều. Đúng. Anh dùng cái ống kính đó để anh chụp fog, chụp action, bởi vì anh có thể chụp với high speed.
trên mở 2.8 ra thì có thể hai chụp với hai. Cái 2.8 thì thông thường á là cái vị nhìn nó sáng hơn những cái ống kính khác. Rồi khi nào cái vị xoay ra cái đóng khẩu độ rồi lúc đó mới tối dần. Chứ bình thường nó mở tối đa được quý vị. Rồi hồi xưa cái hội ảnh của mình á chủ đề là cái gì? Không phải phong cảnh cô đó chủ đề là cái người làm mình muốn chụp là người đó là chủ đề dĩ nhiên là tôi chụp này chứ không lẽ tôi chụp cái mảng này chủ đề rồi chỗ này nó thuộc về tiền tiền cảnh đằng sau nó là hậu hậu cảnh từ tiền cảnh đến hậu cảnh nó đều nét hết thì nó đây là cái thuộc về độ nét sâu của nó ok đúng không rồi. Cái này chủ đề là cái gì? Cái người lái xe. Chủ đề là cái người này đúng không? Rồi tiền cảnh là từ đây đến đây là tiền cảnh đúng không? Từ đây đến đây là hậu cảnh. Quý vị nhìn toàn bộ cái hàng rào cho tới chủ đề tới cái hàng rào xanh này nó đều nét hết. Cái này độ nét sâu của nó coi như là hoàn chỉnh. Rồi bây giờ quý vị nhìn tấm hình này, cái này thì hơi nhỏ quý vị thấy, quý vị nhìn đi, để ý chúng tôi cái đó, nhìn để ý chúng tôi cái, rồi bây giờ cái tấm hình này, quý vị thấy, tấm này nó chụp cái khẩu độ 5.6. Cái cây này đằng sau cô này á nét không? Nét đằng sau nét bởi vì cái này á với là cái người mẫu á nó ở trong cái khoảng rõ nét, nó còn trong cái khoảng rõ nét cho nên nó nét. Nhưng mà cái đám cây đằng sau này quý vị có thấy nó rõ không? Nó mờ đúng không? Cho nên cái tấm hình này không phải tấm hình cái độ nét sâu nó hoàn chỉnh nữa. Cái này nó chụp cái khẩu độ 5.6. Nếu mà tôi tăng lên khoảng 16 thì cái cây này nó nét luôn. Nhưng mà cái này tôi để 5.6, tôi chỉ lấy cái độ nét này thôi. Đó. Thì cái tấm hình có bị ý tôi muốn diễn tả cái gì không? Cái này cô người mẫu đang mơ mê một cái chiếc lá vàng, đúng không? Chiếc lá vàng, gương mặt cúi xuống, thật buồn, để thương, để tiếc, để nhớ cho một mối tình đã trôi qua. Những mùa thu đi mà em nghe sầu lên trong nắng, và nghe tháng ngày chết trong thu vàng. Rồi, trong mình này, quý vị thấy, cái nào nét? Lá này nét, sở dĩ cái lá này nét bởi vì cái này nó đứng ngang với người mẫu. Lá này đứng ngang người mẫu thì người mẫu nét cái này cũng nét. Cái cây đằng sau này nó hơi xa một chút xíu là nó còn nằm trong cái khoảng đét đét phiêu. Khoảng đét, những cây này nét không? Không, bởi vì nó hơi xa rồi. Nó hơi xa rồi nên nó ngoài cái khoảng đét đét phiêu rồi. Chứ nếu cái này mà thí dụ như tôi chụp cái cây này cái khẩu độ 8 đi, mà nếu mà tôi tăng lên nó 16, 22 thì cái cây này nó nét luôn. Đúng không? Thì cái này là cái độ nét sâu nó chưa hoàn chỉnh. Đó. Nhưng mà như vậy cũng được rồi, không bắt buộc tất cả đều nét. Đúng không? Nó có một cái mục đích gì để mình để một bên rõ không mà? Không. Nếu mà cái cảnh mà nó đẹp á thì mình cái cảnh mà nó hơi mờ á, cái khu làm sao mờ, cái có thể nó có cái gì nó phá hình rồi đó, mình không muốn nó nên biết. Bây giờ cái tấm hình này quý vị thấy cô này có đứng dựa thân cây cho nên nó gần như ngang với cái cây thì nó nét, cái này hơi đằng sau một chút thì nó mờ. Như vậy cái tấm này á, cái tấm này là hậu cảnh, cái lép một phiêu nó chưa có hoàn chỉnh. Mà có một điều cho nó thêm quý vị chút xíu, khi mà quý vị chụp tôi nói rồi, cái vụ giờ chụp hết người tôi nói rồi. Cho xin cho hỏi một câu ấy ngại.
như cái ảnh mà anh chụp trên chung vừa rồi đó, tôi thấy mấy nhiếp ảnh cha cũng được chụp cái cứ nói cái học viên và đừng có để cho cái cây nó xỉa vô đầu trên trán chứ, thì tôi thấy cái hình này nó có những cái cây nó chỉ... cái cây nó để trên đầu trong một vài cái trường hợp, trong một vài cái trường hợp là ví dụ người đến đây mà cái đầu á nó ở chỗ này trên đằng sau cây thì nó hơi tránh được chút xíu à, nhưng mà nếu mà hậu cảnh đằng sau mà nó có bị phá cái hậu cảnh nó mò đi thì nó không đến nỗi để mọc lên đầu, thì mà nó né đó thì coi nó hơi kỳ thôi. Ví dụ cây, ví dụ như cái cây này nó cũng có cây ở trên đầu vậy đúng không, nhưng mà nó mò thành ra không sao. Hồi đấy tôi có nói sơ khởi quý vị hiểu cái tốc độ là thời gian mà chập trong ống kính mở ra nhanh hay chậm. Nếu ống kính mở nhanh thì ánh sáng nó vào và ít, nếu ánh sáng, nếu mà cái màn chập nó chậm thì ánh sáng nó vào, nó vào nhiều. Ví dụ như cái máy này đây, cái máy này đây, bây giờ ví dụ như bây giờ tôi để tốc độ 1 cho bấm là cái việc coi này, cái màn chậm này đó, nó chậm đúng không à, đây này, thấy màn chậm nó chậm không đó. Bây giờ nếu mà tôi để tốc độ nhanh hơn chút xíu, bây giờ tốc độ 1:15 là cái vị thấy nó hoạt động nhanh hơn này đó, thấy không, 15 nữa, nhanh hơn. Nếu 125 nó còn nhanh hơn nữa, 125 nó là 15 nó chậm hơn. Nếu để 125 hoặc là 200 cái việc thì nghe tiếng kêu chứ thì không thấy này nó làm việc, nó làm việc nhanh quá. Nói chung cái việc cứ tưởng tượng nó như cái cửa sổ vậy đó, cái cửa sổ. Bây giờ cái cửa sổ này tôi mở ra chậm, ok, ánh sáng, thời gian ánh sáng nó vào nhiều đúng không, rồi đóng lại chậm, nhưng mà mở ra cái đóng lại ánh sáng là vào ít. Thì trong máy hình quý vị á, thông thường á, nó có những cái khẩu độ em tốc độ căn đản 4, 8, 15, 30, 60, 120, 250 vân vân, tốc độ thông thường nó có ghi rất hồi xưa thì nó có ghi ở trên cái máy hình, nhưng mà về sau này á máy đi chứ thôi nó là nó nhiều khi mình phải bấm nút nó mới lên. Đây, ví dụ như ngày xưa máy hình ở đây, đây nó ghi này 15, 30, 60, 125, 250 nó ghi ở đây. Nhưng mà máy đi chứ thổ đôi khi bây giờ cái bị thấy là cái bị sử dụng cái bấm của nó, cái bị mới thấy cái tốc độ nó như cái máy đi chứ thổ, giờ tốc độ nó không có, nhưng mà cái bị muốn thấy nó, cái bị phải xoay cái này, xoay này cái bị mới thấy tốc độ nó hiện lên. Mà cái tốc độ mà cứ qua gì chứ thổ cứ bị hiện lên, nó có nhiều con số lẻ, ví dụ như 4 này, 5 này, 6, 7 rồi 8 này, 9, 10, 11, 12, những con số lẻ mình không cần nhớ, quý vị nhớ dùm tôi những con số căn bản, ví dụ như 4, 8, 15, 30, 6, 60. Mà trên máy hình nó đề như vậy thôi, nhưng mà quý vị phải hiểu ngầm là nó là phân số 1/4, 1/8, 1/15, 1/30. Chứ không phải là 1/4 sơ cân, 1/8 sơ cân, 1/15 sơ cân, 1/30 cân, 1/60 sơ cân. Chứ không phải là nó là con số 4, 8, 15 sơ cân đâu. Rồi, nãy tôi nói, bây giờ nhìn lại cái con số, khi mà bây giờ tôi nói ví dụ cho tôi nói tốc độ 4 thì cái gì phải hiểu ngầm đó là 1/4. Tôi nói tốc độ 30, quý vị phải hiểu ngầm đó là 1/30 sơ cân. Bây giờ tốc độ thì càng lớn, số 30 càng lớn thì nó hoạt động càng nhanh, nó càng chậm thì hoạt động càng ít đúng không, nó hoạt động càng chậm. Và giữa hai cái tốc độ kế nhau, thí dụ như 15-30, hai tốc độ kế nhau thì cái này đó, nó hoạt động, cái này nó hoạt động nhanh gấp đôi lần cái này, vâng, 60 nó hoạt động nhanh gấp đôi lần 30.
Nói khác hơn là cái này nó hoạt động chậm bằng phân nửa cái này. Vì nó hoạt động như vậy cho nên cái ánh sáng nó cho vào cũng gấp đôi hoặc phân nửa. Cái này nó hoạt động chỉ bằng 1/2 30 cho nên nó cho ánh sáng vào nhiều gấp đôi 30. Và 30 á, nó cho ánh sáng vào nhiều gấp đôi 6. 2 gấp đôi 60. Cái này quý vị hiểu chưa? Rồi trong cái tốc độ này 60 này, rồi bây giờ nó tới 125, rồi 250, 500, ví dụ tốc độ như vậy. Thì quý vị nên nhớ cái khoảng từ cái khoảng 125, khoảng từ 60 tới 125 này, người ta gọi là tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình, còn những cái trên này á, là tốc độ nhanh, mà dưới này ta gọi là tốc độ chậm. Rồi, bây giờ cái tốc độ này để mình chụp, cái thứ nhất là máy cầm tay. Tôi lấy thí dụ như bây giờ ống kính của quý vị tiêu cự 100. Ống kính của quý vị tiêu cự 100 thì cái tốc độ của trên máy á, nếu mà máy cầm tay quý vị phải xét khoảng tối thiểu là 100 trở lên, 100 hoặc là 125. Bởi máy cầm tay máy để cho nhiều tôi không nói, để bởi khi mình cầm máy á, ít nhiều thì nó cũng bị run, ít bị run. Đó, thật ra khi mà quý vị để tốc độ cao á, thì nó chống được một phần nào cái run. Nhưng mà không phải quý vị cầm muốn sao cầm, đâu phải cầm cho nó đúng thế nó mới vững. Ở đây hôm thực tập bên Sơn ấy dạy quý vị cầm mấy hình cho đúng thế chưa? À, ngày thực tập tôi sẽ nhắc lại, cầm phải cầm cho nó đúng thế. Chứ còn bây giờ nếu mà quý vị mà cầm tà lao tốc độ nào cũng ra thịt bờ hết. Rồi bây giờ nếu mà kính chu kỳ của quý vị 50 thì quý vị phải để tối thiểu tốc độ là 50 hoặc là lớn hơn là 60. Nếu ống kính quý vị tiêu cự 200 quý vị phải để tối thiểu là 200 hoặc là 250. Nếu chậm hơn nữa thì quý vị có phải để lên chân. Rồi bây giờ nếu có cái zoom, hầu hết quý vị xài zoom, ví dụ là zoom của quý vị á, là ví dụ là zoom của quý vị là 18-200, thì mình lấy cái con số lớn nhất của cái zoom mình là 200. Mình lấy số lớn nhất cái zoom mình 200 thì bắt đầu cái tốc độ quý vị xét là phải từ 200 trở lên, 200 hoặc 250. Ví dụ zoom của quý vị là 50-100 thì mình lấy cái con số lớn nhất là 100. Mình tốc độ máy hình mình xét phải 100 cho tới 150. Rồi đó là để mình chống đường tay thôi. Ngoài ra tốc độ cái chủ yếu đó là chụp chủ đề đang di chuyển càng nhanh tốc độ thì càng nhanh. Tôi lấy thí dụ như là bây giờ tôi đi bộ ở đây, quý vị có thể chụp tốc độ 15 hoặc 30 cũng được. Nhưng mà nếu tôi chạy á thì quý vị phải chụp 60-125. Mà nếu xe hơi nó chạy á mà quý vị phải chụp từ 500 cho tới 1000. Cái tốc độ đấy nha, di chuyển càng nhanh thì tốc độ nó phải càng nhanh. Cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cái hướng di chuyển. Thì gọi là quý vị đặt máy ở đây ngay hướng này, nếu mà tôi đi bộ thẳng với ống kính, quý vị có thể chụp 15 đến 30 nó vẫn rõ nét. Nhưng mà nếu bây giờ tôi đi xéo với ống kính, bây giờ máy quý vị đặt đây, ok, nếu mà tôi đi thẳng về ống kính, cái việc chụp từ 15 đến 30 tức là 1/15 và 1/30 sơ cân, rõ nhé. Nhưng nếu tôi đi xéo ống kính như vậy, cái việc phải tăng lên, nó là tối thiểu nó phải từ 30 cho tới 60. Đi xéo của ống kính, mà nếu mà tôi đi ngang của ống kính, tôi đi vào hướng này, ngang của ống kính, thì phải để tối thiểu từ 60 cho tới 120.
25, tùy theo cái hướng của chủ, tùy theo cái hướng mà chủ đề đi, rồi nó cũng ngoài ra nó cũng tùy theo cái khoảng cách giữa ống kính và chủ đề. Tôi lấy thí dụ như bằng máy hình đặt đây, máy hình đặt đây, một cô người mẫu á, một cô người mẫu có đứng đang cách ống kính là 10 feet, rồi cái việc chụp với lại tốc độ 30 đi, tốc độ 30 người feet, một cô mà bố lên gì cách ống kính rồi 50 feet cùng với một tốc độ, rồi cô cách ống kính 10 feet mà cô cách 50 feet thì cái cô càng xa thì càng rõ nét hơn, càng xa càng nét, càng gần càng mờ. Như vậy đó là nó cũng tùy thuộc vào tùy thuộc vào khoảng cách. Như vậy cái tốc độ của máy hình nó nét hay không tùy thuộc vào những yếu tố, thứ nhất là chủ đề di chuyển càng nhanh thì tốc độ càng nhanh, nó tùy thuộc vào cái hướng chủ đề đi thẳng về ống kính, đi xuyên hoặc là đi ngang qua ống, đi ngang qua ống kính. Nếu mà quý vị chụp ống kính mà nó có cái chống rung, ở đây có ai có biết có ống kính chống rung không? Quý vị biết ống kính đó không? À, cái Nikon thì nó có chữ VR đúng không? VR, Canon chữ Y với chữ S đúng không? Ống kính chống rung thì cái ống kính chống rung đó nó có lợi lắm. Thì đúng, cái ống kính chống rung thí dụ như nó cho quý vị á, là quý vị có thể xài được tốc độ tới 1/15 second. Nếu ống kính không chống rung mà không thể nào quý vị xài tốc độ này để mà quý vị máy cầm tay phải để máy lên chân. Còn nếu ống kính chống rung á, nó cho quý vị có thể xài từ 1/15 trở lên, 1/10, nhưng mà cái con số mà nó cho vậy mình đừng nên dùng nó chưa an toàn lắm. Quý vị có thể xài 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, con số cái này là cái con số chậm nhất thì mình đừng nên xài. Hầu hết quý vị có ống kính chống rung thì quý vị không cần phải sử dụng cái tripod, ngoại trừ trường hợp quý vị chụp rất là chậm, thí dụ là 1/4 hoặc là 1 second, 2 second, 3 second. Sơ cân là thứ thiệt chứ không phải một giờ ấy nha. Ví dụ bây giờ là quý vị chụp 1 second, chụp 2 second, chụp 3 second thì lúc đó cái máy của quý vị phải đặt lên trên và sử dụng cái dây bấm mềm. Cái dây bấm mềm là cái này, dây mềm nó quý vị ráp vô cái máy này. Có nhiều cái máy bây giờ nó không có dây bấm mềm. Lúc đó để máy lên trên chưa đủ, quý vị phải để cái gắn này vô cái dây, quý vị bấm bằng cái dây bấm mềm. Đó, quý vị sử dụng bên mình đó, bấm quý vị nghe kêu không, nghe tiếng kêu không? Đó, chụp, tại sao mà không cho mình bấm máy máy tay mà quý vị mà phải chụp cái dây bấm mềm? Không, máy nó để lên chân rồi, để lên chân nó vững rồi, chứ không phải máy cầm tay. Mà không muốn cho quý vị bấm bằng tay mà quý vị phải sử dụng bấm mềm. Để tránh cái trường hợp vô tình mình bấm máy này mà mình bấm quá mạnh đi. Mình bấm quá mạnh mà cái chân của mình á, mình gắn đi, cái máy mình gắn cái chân nó không được vững mà mình bấm mạnh, có thể cái máy nó bị rung. Quý vị hiểu ý là nói không? Dạ. Yeah. Hoặc là quý vị đang chụp cái cảnh nào nó phê quá đi. Vì đang chụp người mẫu đang sexy kêu gọi hứng quá, bấm một cái cục như vậy làm sao mà đúng rồi. Lúc cái này là mình có hứng cách mấy cũng chỉ bấm cái này thôi. Người mẫu càng kêu gọi tay nó càng run, mà run bấm càng mạnh. Đó. Đây là cái dây bấm mềm. Quý vị lật cái tập bài học quý vị ra. Quý vị là tập bài học qua quý vị ở cái trang có vẽ mấy tâm hình đó, có in mấy tâm hình đó. Di chuyển thì cái trang số mấy? Số 7. Số 7, ok. Bây giờ quý vị nhìn cái tâm hình
về cái này là photocopy nó không rõ lắm, quý vị nhìn tấm hình cái số 1 với lại số 4 coi. Rồi, nhìn thấy tấm hình số 1, số 4 chưa? Rồi, quý vị nhìn cái tấm hình số 1 á, nó đề 1 trên 1.000 second đúng không? Thì cái tấm hình nó nét hơn là số 4 đúng không? Số 4 nó đề 1 trên 1 phần 15 sơ. Gần chứ nó chậm thì tấm hình nó nét, mà cái tấm hình số 1 nó tới 1.000 second á, thì tấm hình đó, cái tấm hình nó nét hơn. Bây giờ thí dụ quý vị có thể là coi cái tấm hình mà số 9 với số 12 đó, nó cũng vậy. Số 9 là đi xéo qua ống kính đúng không, nó chụp 1.000 sơ cân, mà cái số 12 á, nó đi xéo qua ống kính nó chụp 15 sơ cân hình mờ đúng không. Đó, thì bây giờ quý vị về quý vị nhìn những cái đó quý vị có thể thấy được, nhưng mà tuy nhiên cái này là photocopy, nó đôi khi nó cũng khó thấy, nhưng mà để cho quý vị có một cái khái niệm bài học thôi. Rồi, bây giờ cái tốc độ máy hình á, tôi nói với quý vị là chủ đề di chuyển càng nhanh thì chụp càng nhanh thôi, mà trong hàng thông cảnh người ta hay dùng để chụp cái dòng nước nó dòng nước nó chảy. Khi mà dòng nước nó chảy á là cái tương đối là khó chụp. Bây giờ quý vị chụp một cái thác, muốn cho một cái thác nước nó chảy trên chảy xuống, muốn cho đường thác nước nó mờ, cái đường nước chảy nó mờ, nó tơi như bông gòn, mình phải chụp tốc độ. Tốc độ thí dụ 1/4 hoặc là 1/8 tùy theo nước nó chảy mạnh hay là nó chảy yếu. Bây giờ chụp thác nó chảy chứ còn dễ, chụp suối nó chảy mới là khó, suối chảy rất là chậm đúng không? Chậm. Thành ra bây giờ muốn cho cái đường suối nó mờ đó là quý vị phải để nhiều khi cứ về phải để từ 1, 2, 3 đường 1 đến 5 sơ cân. Tôi đã chụp nhiều cái suối rồi, tôi bấm một cái tôi canh hồ đúng 5 sơ cân được tôi bấm, nhưng mà không phải cứ bấm một tấm đâu, quý vị phải bấm có tấm thứ nhất quý vị đấm 3 sơ cân, tấm gì đấm 5 sơ cân, tấm thì 7 sơ cân, về coi tấm mình tấm nào cái đường nước nó chảy nó tơi ra như bông gòn mới là đẹp. Chứ còn đường nước mà quý vị để tốc độ 100, ví dụ cái suối nó chạy mới để 125, 250, nhìn được nó xấu, lát quý vị sẽ thấy cái tấm hình tôi đưa ra làm thí dụ. Ngài nói thác thì ngài xét lên. Bây giờ đó, đây bây giờ quý vị coi tấm ảnh này, người Mỹ nó chụp. Tại sao chụp á, đôi khi nó chụp người ta vẫn cho cái ảnh nó mờ, quý vị biết tại sao không? Đôi khi nó chụp người nó cũng không muốn cho người rõ nét, nó cho ảnh nó mờ để nhìn tấm hình chúng ta có phim lên là cái action, nhìn tấm hình có phim lên cho nó có một sự chuyển động trong đó, quý vị thấy nó chụp người ta đang chạy không, nó đâu có nét đâu, không nó chụp nó cố tình nó để cho mờ để nhìn thấy tấm hình nó có sự chuyển động có action. Thí dụ tấm hình này nữa, đây chú về này, nó chụp người ta đang chèo thuyền, người thấy nó đâu có rõ nét, thấy không, thấy hình mờ mờ không, mờ mờ là thấy cái action của những người đang chèo thuyền không. Rồi thì cái mờ này đó nó chụp với cái mờ kỹ thuật, có nghĩa là mình sử dụng cái tốc độ chậm để cho nó mờ, chứ còn cái việc focus trong đúng ra hình tà lao một cái việc hù ta nó cái này tôi chơi kỹ thuật là người ta biết. Nó tùy theo cái mờ. Rồi bây giờ
Bây giờ hình quý vị á, quý vị thích chụp mờ hay là chụp nét? Mờ tùy lúc. Nó tùy lúc đúng không? Bây giờ tấm hình này, quý vị thấy người mờ hay nét? Mờ. Chụp người mờ. Và quý vị thấy cái đường mà cái miếng vải mấy cô đi á thì thấy nó cũng mờ mờ đúng không? Mình có cảm tưởng cái miếng vải nó đang chuyển động, mấy cô này cũng đang chuyển động. Nếu nét là thì hình nó đứng hết. Nhưng bây giờ tấm hình này, quý vị thấy tất cả những người trong hình nét hay mờ? Nét. Tất cả những người trong hình nét đúng không? Rồi thí dụ như quý vị có vị có người thân của quý vị đang chơi trong bóng rổ này thì quý vị phải chụp nét chứ. Chụp nét là đến khi cho người ta thấy là họ ở trong này nó nét. Chứ quý vị chụp mờ căng như này người ta đâu có thấy hình người ta. Thật ra chụp mờ hay nét là tùy theo cái mục đích, ý muốn của mình. Nhưng mà về kỹ thuật mình phải hiểu để mình nắm vững được kỹ thuật. Rồi giờ cái tấm hình này, quý vị thấy mờ hay nét? Tương đối cũng mờ, nhưng mà mờ nhất là chỗ nào? Mờ rất cái tay. Tấm này tôi chụp với tốc độ 1/4 second. Vốn như vậy, cái mặt đó người ta tương đối ta ít cử động thì nó tương đối nó còn nét. Nhưng mà cái tay ông ta bóp cái bìa, ông ta bóp phiền mặt như vậy, bóp thật nhanh thì có phải cái tay nó mờ không? Đúng không? Cái này muốn diễn tả một cái giận hờn, cái bực dọc, cái say xỉn của ông lính. Ông bực ai đó, bóp cái lồng bia đang ngồi nhậu. Tấm hình này là sao? Mờ không? Mờ không? Nhưng mà chụp bằng cách nào? Là gió thổi. Cái này không phải là chụp để bình thường. Tấm này tôi chụp trong lúc tôi kéo zoom lại cho chụp. Ví dụ tôi chạy cái zoom lại luôn. Ok. Đây, ví dụ như vậy. Thông thường cho để tốc độ chậm, mà trong lúc nó đang kéo zoom này tôi bấm máy. Bấm kéo dùm vô cho bấm máy, là kéo dùm ra cho bấy, cho lúc đang kéo cho bấm máy, mà cái đó bắt buộc cả máy để lên chân thì nó tạo ra tấm hình như thế này. Nó tạo tấm hình như thế này. Rồi đây cũng... Tấm hình này sao? Tấm này cũng chụp cái cây mà kéo cái dung, người ta thấy cái lá nó sẹt 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 đúng không? Vừa kéo là vừa bấm đi. Vừa kéo vừa bấm. Rồi bây giờ cái tấm hình này đây. Tấm hình này sao? Tấm này ai nói cho kéo dung đưa tay lên? Bây giờ sao không? Nếu không cái dung mình chụp bằng cách nào? Tấm hình này á, trong lúc tôi chụp á, tôi để máy lên trên, nhưng mà lúc mà tôi bấm thì nhích cái máy chút xíu ra, tôi cố tình cho cái máy nó di chuyển, nhích một chút xíu thôi, thành ra tự nhiên á, cái người lính này nó có những cái bóng mờ đấy, giống như là hồn chiến sĩ đang hiện về đúng không? Đúng không? Cái hồn chiến sĩ hiện về không? Nhưng rồi. Tại sao cái cờ không rồi đó cờ vẫn còn nét thôi. Câu hỏi hay ở chỗ là tại sao người mà lá cờ nó lại tương đối nó rõ nét? Bây giờ đó, quý vị ngồi lên xe, quý vị ngồi lên xe, quý vị chụp vào cái xe nó đang di chuyển xăm xăm, quý vị xe đó nét. Nhưng mà nếu quý vị ngồi xe di chuyển mà cái xe nó đậu bên lề đường, xe nó sẽ mở đúng không? Xe mình đang di chuyển, mình đậu một cái xe đang ở bên lề, đậu bên lề đường xe nó mở, mà nếu nó di chuyển song song mình xe nó nhé, thì cái này cũng vậy. Cái là cái máy thì giật qua một chút xíu, lá cờ này nó cũng đang di chuyển, nó có gió nó đang di chuyển thì tương đối cho nó nhé.
Còn cái hai cái ông này thì ông đứng cũng đâu có đâu di chuyển, đường mà đi nơi nước là tôi bỏ chạy à. À, thì lúc đó tôi bấm máy và cái máy nó hư giựt một chút xíu. Cái này tôi nói lý thuyết những cái tấm là... Nhưng điều cái này tốc độ của mình nhanh như cái tốc độ là bình thường đó. Không, không, cái này. Nếu cái hình đó, nếu mà không lấy chủ đề như vậy á, là coi như là bức ảnh đó, coi như hư phải không? Hả? Coi hư, bị nó mờ quá. Nhè, nó nhè. Nhè lắm. Cái vị muốn nghĩ là cái vị đó muốn nghĩ nó hư là nó hư, cái vị muốn nghĩ là nó là ảnh nghệ thuật thì là ảnh nghệ thuật. Mình nhìn cái tấm ảnh đó, nó có nhiều con mắt khác nhau. Những cái người mà không phải dân nhiếp ảnh nhìn thấy tấm ảnh nó mờ, nó ở tấm này chụp tà lao hư. Dân biết nhiếp ảnh nhìn cái này người ta cố tình người ta chơi như vậy, nó có hay ở đó thì người ta lại nâng cái lời nó lên là nghệ thuật, tùy theo trình độ của mỗi người. Đúng không? Rồi bây giờ quý vị coi chủ đề. Bây giờ quý vị nhìn cái tấm hình này, người mẫu nét hay không nét, chủ đề di chuyển, nét đi về hướng ống kính, đúng không? Tấm này chụp, nếu quý vị chụp 30-60 là dư sức nhất. Hồi nãy còn như để 200 bức ảnh nó mờ không? Cái gì 200? Hả? Để đồng đồ á. 200 mà chụp người đi là nó còn quá nét đi. Rồi tấm này người mẫu di chuyển cũng về hướng ống kính đúng không? Cũng đi về hướng ống kính. Tôi cũng chụp trong khoảng từ 15 đến 30 đi về hướng ống kính. Có bị nhìn ra không? Cô Mai Phương, biết Mai Phương không? Ừ. Khi mà quý vị đi chụp một cái người mẫu mà đang di chuyển á, thấy vậy đó, nó không phải là đơn giản. Cái nhiều cô người mẫu khi mà cô đi bình thường á, cô đi rất là tự nhiên. Nhưng mà khi mà cô biết mình đi chụp, đi lại cho mình chụp hình, có đi cứng ngắc à, có đi giống như đi diễn hàng đi đây nè. Đây còn có nhiều cô cố tình chứng tỏ mình có nét, có cái dáng đi lạ lướt thì cô đi vậy đó. Thành ra quý vị phải bảo cô á, coi như là đừng có biết mình đang chụp hình và phải bấm thật nhiều lần. Nhưng mà cái bấm tốt nhất á là quý vị bấm đúng cái lúc mà chân co trên dưới, ví dụ đi đây bấm đúng không, bấm rồi rồi bấm cái là chân co chân duỗi là bấm. Và nếu cô ta mặc áo dài á thì mình lựa như tấm nào có một chút là áo dài nó hơi cong hoặc nó bay thì nó vẫn là hay hơn. Như vậy tấm này có điều áo dài bay bằng cái gì? Khi mà cái gì phải chụp tối thiểu là 10 tấm người mẫu đang di chuyển, tối thiểu là 10 tấm dặn cô đi qua đi lại, nhưng mà đừng có đi thẳng về cái hướng ống kính. Có thể đi lúc ngó lên, lúc ngó xuống, lúc lấy tay vuốt tóc chung nó tự nhiên. Rồi và quý vị coi những tấm hình đó, ví dụ như quý vị chụp 10 tấm, coi tấm hình đó, mình nhìn tấm hình nào cái dáng đi đẹp nhất, dáng đi trông nhẹ nhàng đẹp nhất, mình có cảm tưởng cái nàng đang đi nhẹ vào hồn mình thì mình chọn tấm đó. Và nó chụp hình di chuyển khó chứ không phải là dễ. Giờ quý vị nhìn tấm này, quý vị nhìn tấm này, người mẫu thì cũng đi thẳng về ống kính đúng không, nhưng mà cái người mẫu này á nó xa ống kính đúng không, nó xa ống kính, chứ nếu người mẫu thì đi gần hơn ống kính nữa, nó ở khoảng này thì cô này cũng không có nét, cô cái cô gần đây cũng không có nét bằng cô ở xa. Rồi bây giờ quý vị thấy một tấm hình, cô này có đi xéo qua ống kính chứ không phải đi về hướng ống kính, thấy cô đi xéo không, con đường nó xéo nè, cô đi xéo ống kính. Thì tấm hình này nó chụp, quý vị phải chụp từ 60 đến 125 nha. Đó, bởi vì cô đi xéo ống kính. Cái tấm này cũng đi, cô cũng đi xéo ống kính nè, đi xéo ống kính nè, đứng đang trong một cái vườn hoa, cô đi xéo ống kính nha.
khi mình chụp hình thông thường mình chụp mình muốn lấy cái mặt đúng không, nhưng mà trong nhiếp ảnh không bắt buộc mình phải lấy cái mặt, chụp sau lưng cũng được, rồi miết làm sao mà ra ảnh đẹp được thôi, mục đích rõ ràng là đi ngang của ống kính đúng không, đi ngang ống kính. Tấm này tôi chụp với tốc độ 125 khẩu độ 5.6 ngang của ống kính. Rồi như hồi nãy tôi nói với quý vị, nếu quý vị chụp hết người mình để ống kính xuống thấp để thấy người mẫu nó cao, quý vị nhìn cô này sẽ cao không? Mà thiệt ở ngoài cô cao thiệt, tôi đứng mấy cái tay của rồi tấm hình này cũng vậy, có phải đi ngang qua ống kính không? Đi ngang qua ống kính và tôi lựa cái tấm hình cái tà, cố mặc áo dài tôi lựa tấm hình mà cái tà áo đằng sau có hơi bay bay một chút xíu, mà hơi bay chút xíu là đẹp, chứ có nhiều khi gió mạnh nó cái tà áo dài nó bay chút trên cao rồi là không đẹp, hơi bay một chút xíu rồi thôi là ok, nhìn tấm hình nó hay hơn. Cái này mình cũng lấy tốc độ 60 đi ngang phải 125, 60 cũng được chứ không phải không, tùy sao của đi nhanh hay là của đi chậm. Nó 125 này rồi, cho nên chắc anh cũng không nói năng gì hết. Như vậy thì khi mình chụp như vậy thì mình có phải chụp một vài cái tốc độ khác nhau thử không? Không, anh nắm được rồi, ngoại trừ anh muốn cô mờ. Anh muốn cô mờ là khác, nhưng mà tấm hình này là phải lấy rõ nét. Với tấm hình là muốn cô đi cho mờ, anh lấy khoảng 1/4 nó mới mờ. 1/4 mới mờ. Giờ bây giờ mình qua một cái phần kêu là kết hợp khẩu độ và tốc độ. Khẩu độ nó cũng cho ánh sáng vào đúng không? Nó cũng cho ánh sáng, số này cho ánh sáng vào nhiều nhất, số này cho ánh sáng vào ít nhất. Tốc độ nó cũng cho ánh sáng vào. Cái số này cho ánh, cái số này cho ánh sáng vào nhiều nhất và số này cho ánh sáng vào ít ít nhất. Cái này tưởng tượng là một phần nha, một phần 60 second rồi. Cái này hai con số kế nhau thì khẩu độ này cho ánh sáng gấp đôi vào. Và số này còn hai con số này kế nhau thì cái này nó cho ánh sáng gấp đôi. Con số này quý vị nắm được rồi phải không? Rồi. Vì hai cái đều cho ánh sáng vào cho nên mình phải kết hợp giữa khẩu độ và tốc độ để làm sao cho ra đúng sáng. Nếu mình kết hợp sai thì lấy tôi đưa cái hình cho quý vị. Có một tấm tối hồ, có tấm quá sáng. Mình kết hợp cho nó đúng thì nó ra hình đúng sáng. Bây giờ nếu cái này á, khẩu độ quý vị mở lớn cho ánh sáng bao nhiêu mà cái này quý vị để tốc độ chậm cho ánh sáng cũng bao nhiêu, hai cái vào nhiều thì hình nó bị overexpose, nó sáng bắt. Mà cái này vào ít, cái này cũng vào ít thì hình nó tối. Rồi thành ra cái này vào nhiều thì cái này nó phải vào và ít, mà cái này vào nhiều thì cái trên vào và ít. Cũng như giống như là hai vợ chồng cái tình trạng tiền bạc nó vừa đủ tiêu thôi. Người vợ thích sắm đồ thời trang, đồ hàng hiệu thì người chồng ráng mặc đồ garage bù lại với nhau để cân bằng cái ngân sách gia đình. Bây giờ tôi lấy thí dụ như ở ngoài Pạc tôi chụp cái cô đó, cô đó là 60. Cô đó với tốc độ tôi xài 60, khẩu độ tôi xài 8 đi. Tốc độ, khẩu độ tôi xài 8, tốc độ tôi xài 60. Đây là hai cái này nó cho ra đúng sáng, thí dụ như vậy. Khẩu độ 8, tốc độ 60 thì nó ra đúng sáng. Nhưng mà không phải chỉ có hai này là cái hai yếu tố duy nhất để mình chụp. Nó có rất nhiều yếu tố khác nhau để nó ra hình đúng sáng, nhưng mà cái tính chất trong tấm ảnh nó khác nhau. À, bây giờ 8-60 tấm thứ nhất đó cũng ra đúng sáng. Bây giờ 8 là đây phải không quý vị?
60 ở đây được phải không? Rồi. Bây giờ tôi chụp chân dung, bây giờ tôi muốn lấy cái, tôi muốn phá hậu cảnh nó mờ hơn nữa. Tôi không muốn lấy 8 nó mờ hơn nữa. Bây giờ tôi lấy 4 cho nó mờ. Thấy không? Tôi muốn lấy 4 cho nó mờ. Ok, tôi muốn lấy 4 cho nó mờ. Nếu mà 4 mà vẫn giữ 60 á thì hiện tượng gì xảy ra? Bốn mà vẫn giữ cái này là nó bị over, đúng không? Bởi vì đúng ra là 8, đúng ra là 8, mà bây giờ mình chuyển có 4 nó bị over, đúng không? Càng số là nhỏ anh ta sáng là nhiều. Nhưng mà mục đích thì mình muốn xóa cái bắt ra ra nên mình để 4, đúng không? Nhưng mà vì mình cái này nó bị over cho nên phải lấy cái tốc độ mình điều chỉnh lại, đúng không? Rồi bây giờ cái con số 60 ở đây nè. Rồi bây giờ cái gì chuyển ở đây, cái này là nó sáng hơn mấy lần, cái này một lần hai lần, vì đếm ở đây một lần hai lần thì cái này cũng phải một lần hai lần, tức là 4 200 năm. Hiểu chưa? Ai không hiểu đưa tay lên hỏi liền bây giờ. Như vậy mình không làm sao mình biết nó đúng sáng? Hả? Làm sao mình biết nó đúng sáng? Cái này là cái thí dụ thôi, còn cái đúng sáng không có bị xài mấy hình của bị đo sáng nó cho cái việc cái đó. Tức mình phải có máy thử. Cái này tôi lấy thí dụ chứ không phải dạ. Nói về máy hình. Rồi, bởi cái này là một đợt hai lần là nó sáng hơn, thì bây giờ đó thì cái này có việc cũng qua một hai lần nó ít đi, cái này nhiều ít đi, thì cái nhiều đi cái ít đi nó cộng lại nó ra giống cái này, quý vị hiểu không? Hiểu chưa? Rồi bây giờ cảnh đằng sau người mẫu quá đẹp, tôi không muốn phá, tôi muốn lấy được cái cảnh hoa đằng sau thì thay, thí dụ như bây giờ, thí dụ bây giờ đang từ 8 cho tôi nâng lên 16, bây giờ tôi nâng lên 16 đi, thì từ 8 đến 16 là mấy lần? Hai lần ít đi hay nhiều hơn? Nhiều. Hai lần ít đi thì bây giờ đó cái này nó phải nhiều lên 250, nó còn là bao nhiêu? 16, cái này 12 lần mà 60, 60, 30, 10, 15, đúng không? 60 ít đi 2 lần rồi là 1 lần, 2 lần là 15. Còn cái này nó lớn ra 2 lần, nó thêm ánh sáng 2 lần, cái này bớt ánh sáng đi 2 lần, đúng không? Một cái bớt đi 2 lần là cái sáng thêm 2 lần, thì như vậy nó cân bằng, đúng không? Có ai chưa hiểu này không? Đưa tay lên. Cái đúng sáng của nó là 8, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình muốn cái hậu cảnh đằng sau nó nét, mình phải đóng khẩu độ lại, thay vì xài 8 mình xài 16, tức là 1 này, 2 này, nó tối đi 1, 2 thì bây giờ cái tốc độ thì mình phải cho nó sáng thêm, thì đang từ 60 là 1, 2 nó thành 10, mình nó thành 15. Cái này đứng về lý thuyết thôi, chứ còn cứ bị khi mình sử dụng cái máy nó lo cho quý vị nhiều lắm. Cái này lý thuyết là mình hiểu đó. Còn xài máy thì đôi khi quý vị không cần phải tính toán như vậy đâu, cái máy nó lo quý vị nhiều lắm rồi. Cũng như bây giờ quý vị làm toán cộng 120 cộng với 15, quý vị tính nhầm thôi. Nhưng bây giờ quý vị máy tính thì bấm cái nó ra kết quả rồi, quý vị đâu phải ngồi làm toán như hồi tiểu học nữa. Cái nhưng mà cái lý thuyết mình phải hiểu, mình nắm được cái lý thuyết. Chứ mà nhiều khi mình không nắm được, cái giờ người ta hỏi mình đó, ủa tôi không biết cái gì đó. Chứ như vậy đâu phải mình biết chụp hình. Lý thuyết mình nắm được cái đó. Rồi đến khi xài máy nó càng đơn giản nên là càng tốt, đúng không? Có nhiều cái việc học college cũng vậy. Bài học thì rất nhiều, đến khi mình đi làm cái hãng nó đơn giản chứ nó không nhiều như lúc mình học đâu. Nhưng mà mình phải nắm được cái lý thuyết về bài học ở trường. Đến khi đi làm đơn giản thì nó khỏe cho mình. Cái này cũng là chụp zoom đây nè, xe tốc độ nhưng mà chụp zoom. Trong lúc tôi đang kéo dùng tôi bấm máy. Rồi bây giờ quý vị nhìn hai cái tấm màn này, để tôi lấy cái ví dụ dọc nước, đây là cái dòng suối. Ok, dòng suối.
quý vị thấy tấm hình này tôi chụp với tốc độ 250. Quý vị thấy cái đường nước nè, quý vị chú ý giùm tôi thấy cái đường nước nha. Đường nước này nó không có mờ. Đường nước này nó không có mờ, nó không có đẹp. Bây giờ cái tấm này tôi chụp 4 second, quý vị thấy cái đường nước nó tơi như bông gòn không? Thấy đường nước, nhìn cái nước nó tơi như bông gòn không? Nó tơi như bông gòn. Thì thông thường người ta có cái hướng người ta chụp cái đường nước chảy nó tơi chứ người ta không lấy cái đường nước này. Quý vị nhìn thấy hai tấm hình này, quý vị thấy đường nước nó khác nhau không? Thấy không? Người nó tơi rồi, cái này nhìn nó muốn đứng cái dòng nước lại rồi. Cái bên đó lấy cái tốc độ đó là tốc độ chậm rồi. Đó, cái này là chụp 5 second chứ không phải 1/5 nha, chụp 5 second. Bởi cái suối này. Đó. Này xài tốc độ chậm nè, tốc độ nhanh nè, mà xài đúng 5 second đó. Chậm thì để thấy nó đang chảy không? Chảy này tơi là giống là bông mà xương, nó giống bông với xương khói vậy đó. Tôi muốn chụp cái tấm hình kết hợp hậu độ độ, tức là nó đúng sáng. Nhìn tấm hình này là toàn bộ tấm hình nó đúng sáng, đúng không? Nhưng mà cái điều tôi muốn nữa là cái tốc độ làm sao bắt được người mẫu nó nét, mà toàn bộ tấm hình nó cũng nét, không chỉ người mẫu không. Cái này nó có di chuyển không quý vị? Không di chuyển. Những cái này nó không di chuyển, tiền cảnh và hậu cảnh nó không di chuyển, chỉ có người mẫu di chuyển thôi. Thì mình phải chụp, nếu mình muốn là mình chụp làm sao người mẫu nét và tấp, và cái này nó cũng nét. Thì trong trường hợp này á, tôi để khẩu độ, cái khẩu độ là tôi để 18, tức là nó nét từ tiền cảnh cho tới hậu cảnh. Nhưng mà tốc độ tôi để 30-60 đủ bắt đứng con này rồi. Các vị hiểu ý tôi nói chưa? Rồi, cho nếu bây giờ tôi để khẩu độ, nếu mà tôi để cái tốc độ mà nó quá chậm đi, ví dụ như 1/4 second thì cô này cô sẽ mà khi để vậy đệm tư tên cái tốc độ từ mà cái khẩu độ thì lúc đó nó lại khác nữa. Nhưng mà cái này nó đủ rồi, nó đủ để cho mình vô tấm hình từ trên đến cuối nó nét rồi. Khẩu độ chạy nó bao nhiêu? Này tốc độ nhanh hơn nữa thì khẩu độ nó lại giảm xuống. Nó giảm khẩu độ nó giảm xuống. Ví dụ nó giảm xuống thì cái nó không nét từ đầu đến cuối. Anh hiểu ý tôi nói không? Tại năm mình phải tiên đoán làm sao đó, là cái tốc độ nó bắt được người mẫu nhưng mà cái khẩu độ nó đủ độ nét. Và tấm hình này quý vị thấy tôi đang chụp người mẫu cái chân đang đi chân co chân duỗi không? Đấy chân đang đi tự nhiên không? Cái này là tốc độ này khoảng 60 thôi, 30-60. Cái nào đi trước là quyết định cái tốc độ trước hay là quyết định cái khẩu độ trước? Khẩu độ trước. Bây giờ mình tính làm sao mà người mẫu này đang di chuyển nó là chủ đề và chính con này trước. Cô này là chủ đề, còn cái này là hậu cảnh đó. Cô này là phải thành công trước cái đó. Cô này mà mờ đó mình cả đi vô bỏ đi. Đúng không? Giờ cái trường hợp mình để auto focus thì chuyện gì sẽ xảy ra? Để cái gì? Auto focus. Anh muốn nói tự động á là dĩ nhiên thông thường cái mấy đồng là quý vị lấy nét đó hồi xưa đó, nó có cái loại ống kính và quý vị không có auto focus. Ví dụ như ống kính này nó không auto focus, quý vị phải tự không vớt bằng tay, cái nào quý vị vặn cái này vặn để khi nào nó nét, đúng không? Nhưng mà bây giờ đó, về sau này nó có loại auto focus. Thì khi mà chúng quý vị bấm nửa cái này với đây, bấm nhẹ thôi thì nếu mà nó focus nó nét đó, thì quý vị thấy nó nổi lên một cái chấm màu xanh không? Đó, nó nổi lên một cái chấm, nó báo hiệu cho mình là nét rồi. Thì lúc quý vị và đôi khi nó chưa nét thì bấm máy nó không có bấm được, nó chưa nét quý vị bấm máy nó quý vị không bấm được. Còn cái máy ngày xưa đó
quý vị phải tự lấy nét máy. Nhưng mà nếu mà quý vị lấy nét ẩu, nó không nét, quý vị bấm nó vẫn, máy nó vẫn làm việc. Nhưng mà ra cái phim nó không nét. Bởi vì cái ống kính này ống kính thường. Menon focus, ống kính này là auto focus. Nó là chữ EF đó, tức là auto focus. Đi đồ bình thường 30 cũng được, 15 cũng được, 60 còn càng tốt. Trong lúc mà chụp hình người mẫu, mình đừng tạo một cái không khí mà nó quá nghiêm chỉnh làm cô người mẫu cô khóc. Cái việc có quyền nói một vật, có quyền hỏi thăm sơ khởi người mẫu cho cô vui, cô tự nhiên cho lúc chụp hình. Và có một điều phải nhớ làm ơn khen người mẫu đẹp chúng tôi. Yeah. Trong lúc chụp hình phải khen đẹp. Tiêu chuẩn của tôi là khen lầm hơn là chê đúng. Đứa khen đẹp chúng tôi cô nào cũng thích đó. Nhiều khi cô biết là mình sợ nhưng mà cô vẫn thích. À, cứ khen trời em đẹp dễ thương quá, bấm cái. Rồi giờ em ngó đầu lên ngó nhìn qua anh trời quá đẹp nhưng bấm cái phải em hồ bốn ra em bấm cái. Để cho người mẫu tốt tự nhiên nha, chứ đừng có tạo không khí mà nó quá nghiêm trang cô người mẫu khớp. Rồi cái điều thứ ba sẽ có một vài người phụ tá giảng viên, nếu quý vị có thắc mắc về cái vụ mà sử dụng mấy hình hỏi người phụ tá thì đừng hỏi người hướng dẫn trực tiếp, người ta phải xét đất người mẫu, đừng có hỏi ông. Rồi điều nữa là khi mà chụp hình á, mình cũng nên tế nhị, thí dụ người mẫu đứng đây, quý vị đứng đằng trước người mẫu, quý vị chụp xong phải giống quý vị né ra đằng sau để cho người khác để tới cái chỗ của mình. Nha, cái phân chứ nhiều khi là có nhiều lớp đi xích mít với nhau ở nhiều chỗ đó. Cứ đứng choáng một chỗ và rồi làm người khác người ta chờ ngại. Thế có một lần chính tôi gặp có một ông kia có vợ ở chung với bà mẹ chồng. Có vợ, ông ấy ở với lại mẹ ông ấy, ông có vợ, bà vợ gọi đến tôi. Bà nói là cái con dâu của bà ghen là bởi vì thấy ông này đi chụp hình mang màn người mẫu vậy, ghen ôm chồm đấy, là ghen ôm chồm hai vợ chồng không biết về sau thì có gì vậy hay không nữa. Rồi thành ra bây giờ đó tôi muốn nói quý vị biết như thế này là nếu quý vị chỉ chụp người mẫu không mà quý vị mang về bà xã nó có quyền ghen nhé. Bà nghĩ rằng đây là một mảnh tình riêng nàng mấy chàng. Bà đâu có biết là cả lớp chụp hình. Thật ra có hai trường hợp. Hoặc quý vị mang bà xã quý vị tới cho đó để thấy cái khung cảnh chụp hình. Người mẫu đứng ở đó mấy chục người hình chứ không phải một mình bà. Rồi hoặc nếu bà không được thì chính quý vị phải chụp một tấm hình. Ví dụ như người mẫu đứng đây một đống anh em bao quanh như vậy, cứ đứng đằng xa cứ bị chụp tấm hình, cứ bị bà đưa bà coi thấy cái này lớp học này nhiều người chụp nó đâu phải mình thôi, phải không? Đúng vậy không? Là bà không đổ cái nghe cái chuyện đó chính là tôi đã gặp rồi, cái việc cũng nên tế nhị cái vụ đó. Còn có nhiều ông mới đi chụp hình kiếm đâu được người mẫu chụp hình kêu gọi sách chi về giấu không kỹ. Rồi ra tấm mình bà xã la ông chùm đội thừa tôi, ông Hải dẫn anh đi chụp á, rồi hết chỗ đội thừa rồi, chúng đội thừa, ông mà chứng số thì không kêu tôi mà lên khi thì là ông Hải dẫn anh đi chụp, ông lái chụp vậy á, cái nói chuyện cái tôi như thùng rác á gì, thầy lớn một chục người mẫu cái gọi là bên nó giấu cho nó ký đi, thôi gọi bạn bè. Bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây tham dự buổi đầu tiên vào ngày hôm nay á. Thật sự là thì trước khi mà tôi chuẩn bị cái lớp học đó, tốn rất nhiều thời gian soạn ảnh để đủ thứ để ra ngày hôm nay. Yeah. Trong lúc nó mệt mỏi có thể có những cái sai sót, quý vị làm để buồn lòng quý vị, xin quý vị cũng thông cảm cho. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đến đây. Hai ông bạn trẻ đập thân khỏe mạnh chút rồi mang đồ xuống dùng. Dạ, vậy là 9 giờ có mặt ngoài đó hả? 9:30. Nói với ông.
ông xếp ghế, xếp ghế. Anh gọi cho ông Sơn, bảo ông mang cho anh. Xếp ghế xếp. Có ai quên ghi ra nhá, ai quên ghi ra ghi tiền nhá.